Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 45. Như nghĩ tới điều gì, hắn lại hỏi, người biết nhà họ Tần ở đâu không? Nhà họ Tần. Đây là gia tộc của mẹ, nếu đã tới hệ Ngân Hà thì đương nhiên phải tới xem rồi. Nhị Nha cười, ta biết, chúng ta còn tới đó chơi rồi cơ, khi nào ta dẫn người đi? Diệp Quân gật đầu, được. Nhị Nha hỏi, khi nào ngươi tới nhà họ Dương? Diệp Quân suy nghĩ rồi bảo, mấy ngày nữa. Nhị Nha lấy bút ra viết số điện thoại của mình rồi đưa cho Diệp Quân, đến lúc đó gọi vào số này, ta sẽ cho người đến đón ngươi. Diệp Quân gật đầu, được. Nhị Nha nháy mắt, vậy các ngươi đi đi, chúng ta muốn chơi tiếp. Diệp Quân bật cười, được rồi. Nói rồi hắn định đưa Tô Tử đi, nhưng lúc này như chợt nghĩ ra điều gì, hắn quay đầu lại nhìn Tiểu Bạch, có thể cho ta ít linh nguyên được không? Tiểu Bạch chớp mắt rồi gật đầu, xòe móng vuốt ra, một chiếc nhẫn không gian xuất hiện trước mặt Diệp Quân, trong nhẫn có mấy trăm triệu linh nguyên. Diệp Quân nhận lấy nhẫn không gian, hắn thử mở nhưng không mở được. Thấy vậy, Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó móng vuốt nhỏ loay hoay chiếc nhẫn một hồi, lát sau nó lại đưa cho Diệp Quân, lúc này nhẫn không gian đã không cần dùng linh khí để mở nữa. Diệp Quân cười, cảm ơn. Tiểu Bạch nhe răng cười. Diệp Quân kéo Tô Tử bảo, đây là vợ ta, chẳng lẽ hai người không định tặng quà gặp mặt à? Hai người là bề trên của ta đó. Vợ. Nghe Diệp Quân nói thế, Tô Tử sửng sốt. Mà Nhị Nha và Tiểu Bạch lại nhìn nhau, vợ. Theo lệ, bề dưới đưa vợ tới gặp bề trên nên tặng quà. Nhị Nha nhìn Diệp Quân, hơi đau đầu. Tặng chút quà cũng được, nhưng cô bé sợ thằng cháu trai này mỗi ngày lại đưa một cô vợ khác nhau tới. Diệp Quân cứ nhìn Nhị Nha và Tiểu Bạch như thể không đưa quà thì hắn sẽ không đi. Lúc này Nhị Nha bỗng lên tiếng, chờ ta một chút. Nói xong cô bé kéo Tiểu Bạch sang một bên thảo luận, hai người vừa nói vừa nhìn Tô Tử, như đang bàn xem nên tặng cái gì thì thích hợp. Một lúc sau, hai người quay lại, Tiểu Bạch lấy ra một chiếc vòng tay màu vàng, khi nhìn thấy vòng tay ấy, mắt Diệp Quân sáng lên. Chiếc vòng tay này là thần vật Tiểu Bạch vơ vét được khi hắn cùng Tiểu Bạch, Nhị Nha và Dì Mộ đến khu vực thần hư lúc trước. Thần vật vô cấp bậc. Diệp Quân cười rạng rỡ, Tiểu Bạch thật hào hóng. Tiểu Bạch đưa vòng cho Tô Tử do dự nhìn Diệp Quân cười bảo, mau nhận lấy đi. Nghe vậy Tô Tử gật đầu, nhận lấy vòng tay màu vàng, cô ấy nhìn Tiểu Bạch với ánh mắt đầy yêu thương, cảm ơn. Tiểu Bạch cười tâu toét, vẫy vẫy móng vuốt nhỏ. Nhị Nha giải thích, nó nói cô là vợ của cháu trai ta thì tức là cháu dâu của chúng ta, không cần khách sáo. Vẻ mặt Tô Tử cứng đờ. Nhị Nha nhìn Diệp Quân, nghiêm túc nói, thần vật vô cấp bậc rất quý giá, chúng ta cũng chỉ có vài chiếc thôi, vậy nên. Tiểu Bạch chớp mắt định xua móng vuốt nhưng bị Nhị Nha nắm lấy đuôi. Tiểu Bạch. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu, cảm ơn Nhị Nha Tiểu Bạch, ngày mai ta tìm các ngươi đi chơi. Nói xong hắn kéo Tô Tử đi. Nhìn hai người rời đi, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, vẫy móng vuốt nhỏ. Nhị Nha ôm Tiểu Bạch đi về câu lạc bộ, nếu chúng ta nói với hắn chúng ta còn mấy trăm nghìn thần vật vô cấp bậc, hắn có như thế này không? Chắc chắn hắn sẽ mỗi ngày đưa một cô vợ tới, lúc đó ai mà chịu được. Hơn nữa nếu để hắn biết chúng ta có nhiều như vậy, hắn sẽ không cảm thấy thứ này rất quý giá nữa. Vậy nên chúng ta phải giả nghèo. Thì thoảng cho hắn một chiếc, như vậy hắn sẽ vô cùng vui và thỏa mãn, hiểu không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, nửa hiểu nửa không. Nhị Nha cười thật tươi, đi nào, đi chơi bóng, he he. Nói rồi cô ấy ôm Tiểu Bạch nhảy chân sáo chạy về phía câu lạc bộ. Ven đường, Tô Tử lấy chiếc vòng tay màu vàng ra, khó hiểu hỏi, đây là cái gì? Diệp Quân cười đáp, một thần vật vô cùng lợi hại. Tô Tử hơi tò mò, lợi hại đến mức nào? Diệp Quân cười, rất lợi hại, đến lúc đó tôi sẽ dạy cô cách sử dụng. Tô Tử gật đầu, cười ngọt ngào, được. Diệp Quân quay đầu nhìn Tô Tử, cô về công ty hay là? Tô Tử nhìn Diệp Quân, tôi không muốn về sớm thế. Diệp Quân nhìn xung quanh, nhẹ nhàng nói, nhưng đã rất muộn rồi. Tô Tử im lặng một hồi sau, mới thấp giọng nói, về khách sạn tôi ở đi. Diệp Quân gật đầu, tôi đưa cô về. Tô Tử khẽ gật đầu, ừm. Một lúc sau,
Diệp Quân và Tô Tử đến khách sạn nơi Tô Tử ở, khách sạn nơi cô ấy ở rất sang trọng, nhưng hơi vắng vẻ. Diệp Quân đột nhiên hỏi, tôi có thể ngủ ở đây không? Tô Tử sững người. Diệp Quân cười hỏi tiếp, có được không? Tô Tử nháy mắt, anh không sợ tôi lợi dụng sờ mó anh à? Diệp Quân cười khẽ, tôi ngủ sofa. Tô Tử cười, tùy anh, tôi đi tắm đây. Nói xong cô ấy xoay người đi về phía phòng tắm. Diệp Quân nhìn quanh, hắn đi đến sofa rồi nằm xuống, chiếc sofa này rộng như chiếc giường, nằm lên rất dễ chịu. Diệp Quân chậm chậm nhắm mắt, nhớ lại lời Vô Biên Chủ nói hôm nay. Hắn cứ cảm thấy ông ta như đang nhắc nhở mình điều gì đó, nhưng lại không dám nói rõ ràng. Muốn nhắc nhở hắn điều gì đây? Diệp Quân rất nghi ngờ. Một lúc sau Tô Tử đi ra, cô ấy mặc áo choàng tắm, tóc còn hơi ướt, giống như hoa sen mọc lên từ mặt nước, xinh đẹp không gì sánh bằng. Tô Tử nằm lên giường, nhìn Diệp Quân cười bảo, lại đây đi. Diệp Quân do dự, sau đó đứng dậy đi tới nằm ở bên cạnh Tô Tử. Hai tay Tô Tử ôm lấy cánh tay hắn, cô ấy khẽ hỏi, anh có biết là tôi thích anh không? Diệp Quân im lặng một lúc rồi gật đầu, biết. Tô Tử ngước mắt nhìn hắn, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt. Diệp Quân đang định nói gì đó thì Tô Tử chợt ngồi dậy, từ từ cởi áo tắm. Bên trong áo tắm không có gì cả. Diệp Quân sửng sốt. Tô Tử cúi người ôm lấy hắn, run rẩy nói, muốn em đi, em, chuẩn bị xong rồi. Diệp Quân đang định nói thì Tô Tử càng ôm chặt hắn hơn, run rẩy nói, em biết anh vẫn luôn không muốn đối diện với tình cảm của em, sợ em bám giết lấy anh, muốn anh phụ trách, không, không đâu, em thích anh, em chỉ muốn dành những điều tốt nhất của mình cho anh thôi, em sẽ không bám giết lấy anh đâu. Nghe thấy Tô Tử nói thế, lòng Diệp Quân chợt trào lên một nỗi xót thương. Hắn không nói gì, chỉ cúi người hôn lên môi cô ấy. Đột nhiên bị Diệp Quân hôn, Tô Tử hơi run rẩy nhẹ nhẹ. Cứ thế, Diệp Quân hôn cô ấy suốt mấy phút mới chịu dừng, mà lúc này, sắc mặt Tô Tử đã ửng hồng, mắt ướt át sóng sánh, người cũng đã nóng rực lên. Diệp Quân ôm lấy Tô Tử, khẽ khàng nói, tình cảm của em dành cho anh đều biết cả, trước vẫn trốn tránh, vẫn giả ngốc không ngó ngàng, đó là lỗi của anh, xin lỗi em. Tô Tử hơi cúi đầu, anh cũng thích em chứ? Diệp Quân hôn nhẹ lên trán Tô Tử một cái, thích. Tô Tử lập tức nín khóc và nhoẻn cười, ôm chặt lấy Diệp Quân, khoảnh khắc này, mọi tủi hổ trước đó đều tan thành mây khói. Bị Tô Tử ôm thật chặt, cảm thụ được thân thể mềm mại nóng sực ấy, trong lòng Diệp Quân bỗng dấy lên một ngọn lửa đầy tàn niệm, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ đè nó xuống. Diệp Quân nhẹ nhàng nói, Tô Tử, anh muốn nói với em một số chuyện về anh. Tô Tử lắc đầu, không cần đâu. Diệp Quân bảo, thực ra, anh là vua của vũ trụ Quan Huyên, nhà anh. Tô Tử bỗng run rẩy thúc giục, vào đi. Đầu Diệp Quân chợt trống rỗng. Phần này dài quá tác giả miêu tả không hết, có thể tự tưởng tượng. Hôm sau, không biết đã là giờ nào, Diệp Quân từ từ tỉnh giấc, vừa mở mắt liền thấy ngay gương mặt tuyệt đẹp trước mắt. Đó là Tô Tử. Lúc này, Tô Tử đã mặc đồ đầy đủ. Thấy Diệp Quân đã tỉnh, Tô Tử hơi mỉm cười, dậy rồi. Diệp Quân gật đầu, vòng tay sang ôm lấy Tô Tử, sắc mặt cô ấy thoáng thay đổi, vội nói, em đã làm cơm cho anh rồi, mau dậy ăn đi. Diệp Quân lắc đầu, anh còn muốn. Tô Tử vội lắc đầu liên tục, em. Diệp Quân nghi hoặc nhìn cô ấy, Tô Tử thấy hắn không hiểu ý mình bèn lườm một cái, sau đó cúi xuống ghé sát tai hắn. Ngượng ngập nói nhỏ còn đau. Diệp Quân ngẩn ra, liếc nhìn ga giường dưới người, khi thấy một vệt đỏ thẫm trên đó, hắn lập tức hiểu được. Tô Tử bắt gặp ánh mắt Diệp Quân, cũng lập tức thẹn thùng đến đỏ bừng mặt. Diệp Quân hôn nhẹ lên trán Tô Tử một cái rồi nói, đi ăn mì thôi. Nói đoạn, hắn xuống giường, kéo Tô Tử tới bàn ăn và ngồi xuống. Diệp Quân nhanh chóng cầm đũa bắt đầu ăn. Tô Tử nhìn Diệp Quân. Ánh mắt dịu dàng như nước hồ thu. Chợt nghĩ tới điều gì, ánh mắt ấy lại trở nên ảm đạm. Chẳng mấy chốc, Diệp Quân đã ăn xong. Tô Tử đứng lên, nhẹ nhàng nói, em đi đây. Diệp Quân hỏi, tới công ty à? Tô Tử gật đầu. Diệp Quân bèn bảo, để anh đưa em đi. Tô Tử lại lắc đầu, hôm nay anh còn phải lên lớp mà. Nghe vậy,
Diệp Quân mới chợt nhớ ra, hôm nay hắn cũng có tiết dạy. Tô Tử đột nhiên nhẹ giọng bảo, anh, có thể coi như chuyện tối qua chưa hề xảy ra. Diệp Quân nghe vậy liền sửng sốt. Tô Tử nhìn Diệp Quân, hai tay bị che khuất dưới bàn đã nắm chặt, nụ cười trên môi nhợt nhạt và gượng gạo, anh không cần phải lo đến chuyện chịu trách nhiệm về em, ở hệ ngân hà này, có đôi khi, nam nữ ngủ chung là chuyện rất bình thường, em sẽ không bám lấy anh, chỉ là, nếu có một ngày anh phải rời khỏi ngôi sao màu xanh này, xin hãy nói cho em biết một tiếng, em, chúng ta có thể từ biệt nhau như những người bạn, em đi làm đây. Nói xong, cô ấy vội đứng lên, quay người bước đi, nhưng trong khoảnh khắc quay đi, nước mắt cô ấy đã trào dâng như đê vỡ. Tô Tử bước ra tới cửa, giọng Diệp Quân đột nhiên vang lên, đứng lại đã. Tô Tử dừng lại, có chuyện gì? Diệp Quân đi tới trước mặt cô ấy, Tô Tử vội vã cúi đầu, không muốn để hắn nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này. Diệp Quân nói, nhìn anh. Tô Tử lắc đầu. Diệp Quân khẽ thở dài, em có muốn biết chuyện của anh không? Tô Tử vô thức gật đầu, rồi lại vội vã lắc đầu. Diệp Quân cười nói, vậy là muốn biết hay là không muốn biết đây? Tô Tử chỉ lẳng lặng cúi đầu. Diệp Quân nâng cằm cô ấy lên, lúc này, mặt cô ấy đã đầm đìa nước mắt. Diệp Quân nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy rồi nói, anh biết, em thông minh như vậy, chắc chắn đã đoán được phần nào. Anh chỉ muốn nói với em điều này, em đã là người của anh, bây giờ có muốn đổi ý cũng không được nữa đâu. Tô Tử vẫn lặng lẽ nhìn Diệp Quân. Diệp Quân đột ngột ôm chầm lấy cô ấy, đè cô ấy lên cửa, Tô Tử hoảng hốt, em. Mới nói đến đó, mặt cô ấy đã đỏ gay. Diệp Quân cúi người hôn nhẹ lên trán cô ấy rồi nói, hôm khác được chứ. Tô Tử khẽ gật đầu, thẹn thùng đến độ vành tai cũng ửng đỏ. Diệp Quân lại nhẹ nhàng nói, đừng nên nghĩ linh tinh nữa, tiếp theo đây, mọi việc cứ để anh xử lý, được không? Tô Tử gật đầu, được. Diệp Quân lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho Tô Tử, dặn còn nhớ công pháp lần trước anh cho em không? Trong này có một ít linh thạch, em có thể lấy ra tu luyện, công pháp anh đưa cho em là thứ tốt nhất rồi, chỉ cần em chăm chỉ tu luyện, sau này hoàn toàn có thể trở nên cực kỳ lợi hại. Tô Tử gật đầu, được. Diệp Quân mỉm cười, đi làm đi. Tô Tử do dự giây lát rồi ngẩng lên, hôn nhẹ một cái vào khóe môi Diệp Quân và nhanh chóng tách ra, em, đi đây. Nói xong, cô ấy vội vã quay đầu chạy ra khỏi cửa. Diệp Quân đứng đó nhìn theo, lắc đầu cười, cô nhỏ này. Thu dọn phòng xong, Diệp Quân mới tới học viện Ngân Hà, tuy vị trí giáo viên ở kiếm đạo viện chỉ là tạm thời nhưng hắn vẫn luôn làm hết mình. Trong kiếm đạo viện, Mộc Uyển Du cùng hai người kia đều đang ngồi tu luyện. Diệp Quân nhận ra, Mục Vân lúc này đã đạt tới cảnh giới cường giả cấp 9, hơi thở trên người song song cũng đã trở nên cực kỳ hùng hậu, loáng thoáng có dấu hiệu đột phá. Thấy Diệp Quân đến, ba người đều vội vã đứng lên, song song cùng Mục Vân cung kính chắp tay cúi chào, thưa thầy. Mộc Uyển Du thì ngọt ngào nhoẻn cười, không hành lễ. Diệp Quân bước tới. Quan sát Song Song và Mục Vân rồi cười bảo, cảm giác gần đây ra sao? Song Song trầm giọng, gần đây em đang lĩnh ngộ kiếm ý, đã bắt đầu có chút cảm giác, nhưng vẫn không cách nào bước ra một bước cuối. Diệp Quân nhìn Song Song, nói, có thể đi ra bên ngoài dạo quanh một chút. Song Song nghi hoặc nhìn Diệp Quân. Diệp Quân cười bảo, ngày ngày chỉ biết bế quan như thế là không được, hãy ra bên ngoài hít thở không khí, coi như giải trí một tí. Có lẽ sẽ thu được kết quả bất ngờ. Song Song trầm mặc một hồi rồi gật đầu, được. Diệp Quân lại nhìn sang phía Mục Vân, cười hỏi, còn cậu? Mục Vân do dự giây lát mới nói, kiếm ý thật quá khó lĩnh ngộ. Nghe vậy, Diệp Quân lắc đầu cười, nói, quả thực rất khó, cậu chớ nên nôn nóng, từ từ tiến tới thôi, cũng đừng cả ngày bế quan trong này, tôi cho hai người nghỉ, có thể ra ngoài đi dạo một vòng, thả lỏng bản thân. Mục Vân gật đầu, được. Diệp Quân cười cười, dục đi đi. Mục Vân và Song Song cung kính chắp tay chào rồi mới quay đầu rời khỏi đó. Diệp Quân nhìn sang phía Mộc Uyển Du, trước đó, không biết do đâu mà Mộc Uyển Du vẫn không thể tu hành vũ trụ quan huyên pháp, bởi vậy, mấy ngày này, Mộc Uyển Du đều đi theo Mục Vân và Song Song để học tập một ít kiến thức võ đạo. Diệp Quân tỉ mỉ quan sát Mộc Uyển Du một chút mới nói, đi theo tôi. Tôi dẫn cô tới chỗ này.
Nói đoạn, hắn kéo tay Mộc Uyển Du ra ngoài. Bị Diệp Quân kéo tay dẫn đi, Mộc Uyển Du ngại ngùng, hai má ửng đỏ. Lát sau, Diệp Quân dẫn theo Mộc Uyển Du đến khu Vân Hải, nơi ở của Từ Chân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khi vào nhà, Từ Chân đang vùi đầu viết bản thảo. Thấy Diệp Quân và Mộc Uyển Du đến, Từ Chân mỉm cười, không nói gì. Mộc Uyển Du tò mò nhìn Từ Chân, cũng không lên tiếng. Diệp Quân kéo tay Mộc Uyển Du đến trước mặt Từ Chân nói, "Chân tỷ, Uyển Du không thể nào tu luyện được vũ trụ quan huyên pháp của ta, ta không tìm ra nguyên nhân, tỷ xem giúp ta với." Từ Chân liếc nhìn Mộc Uyển Du, nói, "Thể chất có hơi đặc thù." Diệp Quân kinh ngạc, "Thể chất đặc thù?" Từ Chân gật đầu, "Thể chất thiên tuyệt." Diệp Quân không hiểu, hỏi lại, "Thể chất thiên tuyệt là gì?" Từ Chân cười đáp, tức là trời muốn tuyệt đường cô ấy, chặt đứt mọi đường tu hành. Nghe Từ Chân nói thế, Diệp Quân sửng sốt cả người, còn có loại thể chất này sao? Từ Chân cười cười, thực ra, nói đơn giản hơn chút là nhưng huyệt đạo then chốt trong người cô ấy đều đang bế tắc, linh khí không thể tiến vào cơ thể, cho dù cưỡng chế mang vào thì cũng sẽ chỉ khiến cô ấy đau đớn không sao chịu nổi, không thể tu luyện bình thường đâu. Nghe Từ Chân giải thích, sắc mặt Mộc Uyển Du trở nên buồn bã. Từ Chân cười nói, cô gái, chớ có đau buồn, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Mộc Uyển Du vội ngẩng đầu nhìn Từ Chân, do dự một chút rồi hỏi, chị ơi, chị có cách giải quyết hả? Từ Chân gật đầu, đương nhiên. Mộc Uyển Du thở ra một hơi nhẹ nhõm, tất nhiên cô ấy cũng rất muốn tu luyện, đặc biệt là khi biết đến thế giới của người tu hành rồi, cô ấy vô cùng khát khao được gia nhập thế giới đó. Diệp Quân gật đầu, vậy chỉ có thể chờ khi nào tu vi của ta khôi phục rồi sẽ giúp cô ấy cải biến thể chất thôi. Từ Chân bảo, không cần đợi lâu vậy đâu. Nói đoạn, cô ta nhìn sang Mộc Uyển Du, cười nói, cô qua đây. Mộc Uyển Du bước tới trước mặt Từ Chân, Từ Chân đột nhiên ấn một ngón tay vào một vị trí trên bụng cô ấy, thân thể Mộc Uyển Du run lên kịch liệt, thoáng chốc, toàn thân cô ấy đã răng rắc rung chuyển, như thể đang có cái gì đang thông suốt. Khi Từ Chân thu ngón tay về, Mộc Uyển Du lập tức nhũn người ngã quỵ, Diệp Quân vội đỡ lấy cô ấy. Cả người Mộc Uyển Du mềm ra như thể không còn chút sức lực nào. Từ Chân cười nói, để cô ấy nghỉ ngơi chút đi. Diệp Quân gật đầu, bế Mộc Uyển Du đặt lên giường, nói, nghỉ ngơi cho tốt, thức dậy là có thể tu luyện bình thường rồi. Mộc Uyển Du nhìn Diệp Quân, khẽ gật đầu, ừm. Diệp Quân cười cười. Đắp chăn cho Mộc Uyển Du rồi bước về phía Từ Chân. Mộc Uyển Du nhìn theo bóng Diệp Quân rồi lại liếc nhìn Từ Chân phía xa xa, sắc mặt ảm đạm. Diệp Quân đi tới chỗ Từ Chân, liếc nhìn đống bản thảo trên bàn, Từ Chân vội vã thu lại, cười bảo, hiện giờ vẫn chưa được đọc. Diệp Quân hỏi khẽ, sắp viết xong rồi. Từ Chân gật đầu, ừ. Diệp Quân đang định nói gì thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên, hắn lấy điện thoại ra. Nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, Diệp Quân sửng sốt. Người đang gọi tới là Hiên Viên Lăng. Diệp Quân vội nhận cuộc gọi, bên kia truyền đến giọng nói đầy lo âu của Hiên Viên Lăng. Diệp, xảy ra chuyện rồi. Diệp Quân chau mày. Xảy ra chuyện rồi. Diệp Quân cúp điện thoại, nhìn Từ Chân, nói, Chân tỷ, ta có việc phải đi gấp. Từ Chân gật đầu, đi đi. Diệp Quân bèn quay người ra cửa. Nhìn theo bóng Diệp Quân biến mất sau cánh cửa, Từ Chân mỉm cười, rời mắt ngó xuống trang giấy, tiếp tục viết lách. Hiên Viên Sơn Trang. Diệp Quân ngồi xe tới Hiên Viên Sơn Trang, vừa xuống xe liền gặp được Hiên Viên Lăng. Hôm nay cô ấy vận bộ váy dài thuần trắng, vẫn mang khăn che mặt như mọi ngày, trông thanh thuần thánh thiện như một tiên nữ không dính bụi phàm trần. Thấy Diệp Quân tới, Hiên Viên Lăng bước nhanh đến, nhìn Diệp Quân, sắc mặt có vẻ khẩn trương. Diệp Quân thoáng ngạc nhiên, Lăng cô nương, đã xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Lăng nói, đi theo tôi đã. Nói đoạn, cô ấy kéo tay Diệp Quân chạy vào trong sơn trang. Chẳng bao lâu sau, hai người đã tới trước kiếm tháp. Vào lúc này, nơi đây đã tụ tập khá nhiều cường giả. Tất cả đều là cường giả nhà họ Hiên Viên, và đa số đều là người Diệp Quân từng gặp. Thấy Diệp Quân tới. Đám cường giả gia tộc Hiên Viên đều khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Những người này đều không hề hay biết chuyện giữa Hiên Viên Lăng và Diệp Quân trước đó, bởi vậy,
họ vẫn cho rằng hai người đang là một đôi tình lữ. Hiên Viên Lăng đang muốn nói gì, Diệp Quân đã ngẩng lên nhìn về kiếm tháp, lại như thể vừa cảm nhận được điều gì đó, hắn thoáng chau mày. Hiên Viên Lăng đứng bên cạnh Diệp Quân, thấy thế bèn hỏi nhỏ, cảm nhận được rồi. Diệp Quân ngạc nhiên, bên dưới kiếm tháp đang trấn áp thứ gì vậy? Hiên Viên Lăng lắc đầu, không biết. Diệp Quân nhìn sang phía Hiên Viên Lăng chỉ cúi đầu, chúng tôi cũng không biết bên dưới có thứ gì bị trấn áp, chỉ biết đó là thứ mà năm xưa tổ tiên đã trấn áp, qua bao nhiêu năm, tòa kiếm tháp này chưa từng có bất cứ điều gì khác thường, bởi vậy, chúng tôi đều cho rằng thứ bị trấn áp dưới đó hẳn đã chết rồi. Nhưng nào ngờ, mấy ngày trước, sau khi anh đi khỏi nơi này chưa được bao lâu, kiếm tháp đột nhiên rung chuyển kịch liệt, có một hơi thở vô cùng mạnh mẽ tràn ra từ sâu bên dưới kiếm tháp. Nói đến đó, cô ấy khẽ lắc đầu, đáy mắt thoáng một tia kiêng dè, may mà còn có thánh kiếm của gia tộc Hiên Viên trấn giữ ở đây, nếu không, chỉ sợ gia tộc Hiên Viên đã không còn tồn tại. Diệp Quân trầm giọng, trước vẫn luôn không có động tĩnh gì, cho đến ngày đó, là do tôi lấy kiếm Hiên Viên xuống nên mới gây ra chuyện này. Hiên Viên Lăng gật đầu, chúng tôi cũng đoán là như vậy, có thể lúc gỡ kiếm Hiên Viên xuống, phòng ấn đã bị buông lỏng. Nhưng chúng tôi cũng không dám chắc lắm. Diệp Quân đang định nói thêm điều gì thì ngay lúc này chợt có hai người từ xa đi tới, một ông lão và một cô gái vận váy dài màu lam. Ông lão kia mặc áo dài màu tím, râu tóc bạc phơ, tuy trông đã lớn tuổi nhưng thoạt nhìn rất khỏe khoắn và minh mẫn, hơn nữa, hơi thở cũng rất hùng mạnh. Cô gái vận váy dài màu lam kia thoạt trông mới 20, vóc dáng thon thả, trông rất nho nhã điềm đạm. Thấy hai người này, tộc trưởng gia tộc Hiên Viên là Hiên Viên Kỳ vội vã đi tới chào Tần lão. Tần lão gật đầu, Kỳ lão đệ, rốt cuộc thứ bị phong ấn dưới tháp là cái gì? Hiên Viên Kỳ cười khổ, chưa biết, hiện giờ bên trong kiếm tháp tràn ngập thứ hơi thở đầy tà ác, chúng tôi không dám đi vào, cũng không biết thánh kiếm Hiên Viên có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Nghe vậy, Tần lão lập tức nhíu chặt mày. Hiên Viên Kỳ nói, Tần lão, ta vào trong nói chuyện đi. Nói xong, ông ta cùng Tần lão đi về một phía. Cô gái váy lam nhìn về phía kiếm tháp, ánh mắt lộ vẻ tò mò. Diệp Quân đứng bên, liếc nhìn Tần lão cùng cô gái nọ, hỏi, Lăng cô nương, họ là ai? Hiên Viên Lăng đáp, là gia chủ nhà họ Tần, Tần Nguyên. Nhà họ Tần. Diệp Quân sửng sốt, chính là nhà họ Tần thuộc một trong bốn gia tộc lớn đó. Hiên Viên Lăng gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân thật không ngờ mình lại gặp nhà họ Tần ở đây. Đây chính là gia tộc của Tần Quan, mẹ ruột hắn. Diệp Quân do dự một chút rồi bước về phía cô gái nhà họ Tần kia, tuy chẳng biết đã cách bao thế hệ nhưng nhà họ Tần này nói sao cũng là thân thích của mình. Thấy Diệp Quân đi về phía cô gái váy lam, Hiên Viên Lăng nghi hoặc nhìn theo. Diệp Quân đã đi tới trước mặt cô gái đó. Hắn mỉm cười hỏi, tôi nên xưng hô với cô nương thế nào? Đột nhiên có người tới chào hỏi, cô gái kia vô cùng kinh ngạc, nhìn Diệp Quân đầy khó hiểu. Lúc này, Hiên Viên Lăng cũng đã đi tới, cô ấy liếc nhìn Diệp Quân một cái rồi giới thiệu, đây là cô Tần Tịch Chỉ của nhà họ Tần. Tần Tịch Chỉ. Diệp Quân mỉm cười, Tần cô nương, chào cô, tôi là Diệp Quân. Nói đoạn, hắn lấy điện thoại ra, nào nào, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc, sau này hãy liên lạc nhiều hơn. Sắc mặt Hiên Viên Lăng đã cứng đờ ra. Tần Tịch Chỉ nhìn Diệp Quân, không nói một lời. Đây là lần đầu tiên cô ấy bị người ta xin phương thức liên lạc một cách thẳng thắn và trực tiếp như thế. Thật sự rất thẳng thắn, không làm cha con được nữa đâu. Thấy Tần Tịch Chỉ không nói lời nào, Diệp Quân đang định nói tiếp thì Hiên Viên Lăng đã vội kéo hắn sang một bên, cô ấy nhìn Diệp Quân, vì sao? Diệp Quân nghi hoặc hỏi lại, vì sao cái gì? Hiên Viên Lăng chần chờ giây lát rồi hỏi, anh muốn làm quen với cô ấy à? Diệp Quân gật đầu. Hiên Viên Lăng chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Thấy thái độ của Hiên Viên Lăng như vậy, Diệp Quân lắc đầu cười cười, cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn làm quen với cô ấy một chút, coi như là làm bạn bè vậy thôi. Nói đoạn, hắn lại nhìn sang phía Tần Tịch Chỉ, lúc này, Tần Tịch Chỉ cũng đang nhìn hắn. Thấy được sắc mặt và ánh mắt Tần Tịch Chỉ, Diệp Quân không khỏi lắc đầu cười, hình như mình đã hơi lỗ mãng rồi. Diệp Quân đang muốn bước tới giải thích thì đúng vào lúc này, kiếm tháp đột nhiên kịch liệt rung chuyển, ngay sau đó,
một hơi thở vô cùng đáng sợ từ trong tháp bùng phát ra ngoài. Ầm, thoáng chốc, cả ngọn núi đều rung chuyển kịch liệt. Thấy thế, đám người có mặt đều biến sắc. Diệp Quân nhìn về phía kiếm tháp, từ bên trong tháp, hắn cảm nhận được một hơi thở rất đáng sợ, nhưng hắn lại không thể thi triển thần thức, bởi vậy không thể cảm nhận rõ bên trong tháp đang trấn áp thứ gì. Đúng lúc này, trên đỉnh tháp, Thánh kiếm Hiên Viên đột nhiên tỏa ra một luồng hào quang rực rỡ, bao phủ xuống, trùm lấy toàn bộ tòa tháp, khi luồng kim quang đó phủ xuống, hơi thở hùng hậu kia cũng bị nhốt chặt, không thể tiết ra ngoài. Thấy thế, Hiên Viên Lăng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt vẫn trầm xuống. Bởi vì lúc này, họ đã cảm thụ được, Thánh kiếm Hiên Viên không thể trấn áp được bao lâu nữa. Cứ thế, qua một hồi lâu, hơi thở hùng mạnh kia mới từ từ bị trấn xuống sâu dưới nền đất, kiếm tháp lại khôi phục như cũ. Diệp Quân đột nhiên nói, tôi vào xem thử. Nói xong, hắn cất bước đi về phía kiếm tháp. Hiên Viên Lăng lập tức biến sắc, vội vàng kéo hắn lại, nguy hiểm lắm. Diệp Quân cười bảo, không sao đâu. Hiên Viên Lăng còn định nói thêm điều gì, Diệp Quân đã bước vào trong tháp. Hiên Viên Lăng do dự giây lát rồi vội vã đi theo. Tần Tịch chỉ trầm ngâm nhìn, cuối cùng cũng theo vào trong. Ba người vào trong tháp, Diệp Quân nhìn quanh, lúc này trên các vách tháp đều đã xuất hiện vô số những ký hiệu màu vàng kim, những ký hiệu đó đang tản ra những luồng sức mạnh thần bí và hùng hồn. Diệp Quân nhìn vào một nơi không xa, nơi đó có một trận pháp được vẽ bằng những vệt sáng màu vàng rực rỡ. Hắn từ từ nhắm mắt lại, đang muốn thử lấy thần thức thực chiến, nhưng đúng vào lúc này, dưới chân ba người chợt vang lên một tiếng gầm gừ, một đám con sâu cái kiến, đợi bản vương ra khỏi nơi này, chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống các người. Nghe vậy, Diệp Quân tức thì nhíu mày, rồi dường như vừa cảm nhận được điều gì, con người hắn do rút lại, vội kéo hai cô gái lùi phắt về sau, chạy ra khỏi kiếm tháp. Ba người vừa rời khỏi kiếm tháp thì bên trong đã lại bùng phát một hơi thở khủng bố, cả tòa tháp lại bắt đầu rung chuyển. Phía trên kiếm tháp, Thánh kiếm Hiên Viên lại tản ra hào quang mạnh mẽ, một lần nữa bao phủ lấy tòa tháp, nhưng lần này, dưới nền đất đột nhiên bùng phát lên từng luồng hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, chúng điên cuồng tấn công vầng kim quang do Thánh kiếm Hiên Viên tản ra. Dưới sự tấn công dữ dội của hơi thở đáng sợ nọ, vầng kim quang dần xuất hiện những vết rạn nứt. Thấy thế, đám cường giả của gia tộc Hiên Viên đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ không biết kiếm tháp và kiếm Hiên Viên đang trấn áp thứ gì, nhưng bọn họ cũng biết, nếu để vị cường giả thần bí dưới lòng đất kia thoát ra, chắc chắn gia tộc Hiên Viên sẽ gặp đại nạn. Diệp Quân nhìn vầng kim quang, trầm giọng, kiếm không thể trấn áp thêm được rồi. Sắc mặt Hiên Viên Lăng tức thì trắng bệch như giấy. Diệp Quân nói nhanh, hãy bảo người của gia tộc Hiên Viên rời khỏi đây ngay. Hiên Viên Lăng không hề do dự, phóng ngay về phía Hiên Viên Kỳ đang đứng xa xa. Nhưng đúng lúc này, một tiếng giống giận vang lên từ trong tháp, rồi một luồng sức mạnh khủng bố vọt lên cao, thoáng chốc, vầng kim quang kia đã vỡ vụn, cùng lúc đó, kiếm tháp đã hóa thành bụi bặm. Có một cột sáng màu đen phóng lên cao, như chọc thủng bầu trời. Thấy thế, đám cường giả của gia tộc Hiên Viên đều biến sắc. Nơi tận cùng cột sáng phía chân trời, có một gã đàn ông vận áo đen chậm rãi bước ra, người này tóc tai bù xù, hai mắt đỏ tươi, trên người tản ra những luồng hơi thở đầy tà ác và đáng sợ, hơi thở tà ác ấy khiến cho thời không bốn phía rung chuyển, vô cùng kinh người. Người đàn ông áo đen chậm rãi nhắm mắt, hai tay giơ lên, tham lam hít lấy hít để không khí tươi mát khắp trốn. Diệp Quân lẳng lặng nhìn người đàn ông áo đen kia, người này, hẳn là một cường giả đến từ thời đại văn minh thần. Đúng lúc này, người đàn ông áo đen chợt xuất hiện trước mặt nhóm Diệp Quân, mắt ông ta nhìn chòng chọc vào Hiên Viên Lăng và Tần Tịch Chỉ. Người đàn ông áo đen nhếch mép cười, thè lưỡi liếm khóe miệng, đã mấy nghìn năm rồi chưa được hưởng mùi vị đàn bà. Diệp Quân cau này, kẻ này còn háo sắc. Nghe thấy người đàn ông áo đen nói thế, Hiên Viên Lăng và Tần Tịch Chỉ lập tức biến sắc. Người kia bước lên một bước, nháy mắt, một hơi thở cực kỳ hùng mạnh đã khóa chặt hai cô gái. Hai cô gái không thể nhúc nhích một ngón tay. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Hiên Viên Lăng đã xám ngắt như tro tàn. Tuyệt vọng, là nỗi tuyệt vọng chân chính. Trước mặt loại cường giả cấp bậc này, tông sư cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Ngay lúc này,
Diệp Quân đột nhiên ngẩng mắt nhìn về phía chân trời, ánh mắt lạnh nhạt vô cùng. Cha, nếu cha còn phong ấn con, chúng ta không làm cha con được nữa đâu, con nói nghiêm túc đấy. Không làm cha con được nữa. Đối với Diệp Quân, không phải hắn không thể chịu được việc tu vi bị người khác áp chế, hắn cũng biết dụng ý của cha khi áp chế cảnh giới của hắn. Cha muốn rèn đúc cho hắn, quả thực, trong thời gian tu vi bị áp chế, hắn đã được rèn luyện nhiều, cũng có nhiều mặt tiến bộ, đặc biệt là phương diện tâm tình cũng với cảnh giới kiếm đạo. Nhưng mà, cái gì cũng phải có mức độ nhất định thôi. Nếu như chỉ áp để mà áp, vậy thì chẳng có ý nghĩa gì. Diệp Quân nói xong câu đó, ánh mắt nhìn thẳng về phía người đàn ông áo đen trước mặt. Người đàn ông áo đen kia đang định vươn tay bắt Diệp Quân, nhưng ngay vào lúc này, trong cơ thể Diệp Quân chợt có một luồng kiếm ý cực kỳ hùng mạnh bùng phát ra ngoài, đè lên người đàn ông áo đen kia. Trong khoảnh khắc, dưới ánh nhìn kinh ngạc của tất cả những người có mặt ở đó, người đàn ông áo đen cong chân, quỳ xuống. Tất cả đều sững sờ. Quỳ gối. Đám cường giả của gia tộc Hiên Viên đều trợn mắt nhìn Diệp Quân như nhìn một quái vật. Hiên Viên Lăng cũng trợn to đôi mắt hạnh, thân mình run lên như không thể tin nổi. Tần Tịch Chỉ cũng đã nhợt nhạt mặt mày, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Cô ấy không thể ngờ, người thanh niên vừa với thẳng thắn hỏi phương thức liên lạc của mình lại có thực lực khủng khiếp như thế. Thật quá đáng sợ. Đối diện với Diệp Quân, người đàn ông áo đen kinh sợ tột cùng, sao có thể, sao lại như thế? Nói đến đó, ông ta siết chặt nắm tay, trong cơ thể, một hơi thở hùng hồn như muốn hủy diệt đất trời lại một lần nữa bùng phát, nhưng khi nó vừa tràn ra đã bị kiếm ý của Diệp Quân nghiền nát. Thấy thế, người đàn ông áo đen lập tức tái mặt, mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Quân, đáy mắt tràn đầy khủng hoảng, giọng cũng run rẩy không ngừng, ngươi là ai? Diệp Quân nhìn thẳng vào người nọ, ánh mắt lạnh lẽo như băng, không nói một lời, tay vung lên. Thánh kiếm Hiên Viên đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang lao xuống, xuyên thủng đỉnh đầu ông ta. Người đàn ông áo đen trợn ngược mắt, tắt thở. Một giây lấy mạng. Khắp trốn tĩnh lặng như tờ. Không một ai có thể ngờ, người đàn ông áo đen khủng bố kia lại bị giết chết trong nháy mắt như thế. Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quân, ánh mắt đầy phức tạp, cô ấy biết Diệp Quân rất mạnh, nhưng không thể ngờ Diệp Quân lại mạnh đến như vậy. Hơn nữa, đây chắc chắn chưa phải là thực lực chân thực của Diệp Quân, bởi hắn vừa kết liễu người đàn ông áo đen đáng sợ kia trong một chiêu. Lấy mạng trong nháy mắt. Chẳng ai biết một kiếm vừa rồi của hắn có mang bao phần thực lực. Tần Tịch Chỉ cũng liếc nhìn Diệp Quân, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, thực lực của thiếu niên này thật khủng khiếp. Hiên Viên Kỳ cùng đám người trong gia tộc thì vừa mừng vừa sợ, kinh sợ vì thực lực của Diệp Quân mạnh ngoài sức tưởng tượng của họ. Thực lực này không phải là cấp độ tông sư có thể so được, đây chính là người tu tiên trong truyền thuyết. Mà vui là vì, người này chính là con rể của gia tộc Hiên Viên. Diệp Quân xòe tay, thánh kiếm Hiên Viên bay về lòng bàn tay hắn. Hắn liếc nhìn thanh kiếm, quả thực phải công nhận rằng thanh kiếm này rất không bình thường, nó gần giống như kiếm hành đạo mà hắn từng dùng và kiếm thanh huyền. Thánh kiếm Hiên Viên nằm trong tay Diệp Quân khẽ run lên nhưng đang cố biểu đạt điều gì. Diệp Quân chậm rãi đi tới trước mặt Hiên Viên Lăng, đưa kiếm Hiên Viên cho cô ấy, nhưng Hiên Viên Lăng do dự một lát, lại nói, nó muốn đi cùng anh. Diệp Quân bảo, nhưng nó là chí bảo của gia tộc Hiên Viên. Hiên Viên Lăng nhìn thẳng vào mắt Diệp Quân, để nó đi theo anh đi. Diệp Quân trầm mặc. Hiên Viên Kỳ bỗng bước tới, cười nói, Lăng Nhi nói đúng đó, cậu Diệp, chỉ có cậu mới có thể phát huy hết uy lực của thanh kiếm này. Để nó lại nhà Hiên Viên chỉ khiến nó tiếp tục bị phủ bụi lãng phí mà thôi. Cho nên, cậu cứ đem nó đi cùng. Diệp Quân nhìn lại thanh kiếm Hiên Viên trong tay, kiếm Hiên Viên hơi rung động, đồng thời phát ra những tiếng kiếm minh trầm trầm. Diệp Quân mỉm cười, vậy từ nay ngươi đi theo tay đi. Thực ra, hắn cũng thật lòng thích thanh kiếm này, nó không chỉ hùng mạnh mà còn có thể đánh thức huyết mạch viêm hoàng trong người hắn, đồng thời còn tăng mạnh huyết mạch viêm hoàng này. Diệp Quân thu kiếm, sau đó quay sang phía Hiên Viên Lăng, kiếm này tôi không thể lấy không, gia tộc Hiên Viên có yêu cầu gì, xin cứ việc nói với tôi, nếu tôi có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Hiên Viên Kỳ chợt tỏ ý không vui, cậu Diệp, cậu nói gì thế, cậu đã là bạn trai của Lăng Nhi thì cũng là người một nhà rồi, nếu đã là người một nhà thì đâu cần nói những lời khách sáo như thế.
Bạn trai. Diệp Quân hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Lăng. Hắn do dự giây lát, định lên tiếng giải thích với Hiên Viên Kỳ thì Hiên Viên Lăng đã ngắt lời, cha, cha đi trấn an mọi người đi, để con nói chuyện với anh ấy một chút. Hiên Viên Kỳ cười nói, được được. Sau đó, ông ta dẫn theo đám cường giả của gia tộc Hiên Viên rời khỏi đó. Tần lão cũng định dẫn Tần Tịch Chỉ ra về, nhưng lúc này, Diệp Quân bỗng đi tới trước mặt họ, mỉm cười nói, hai vị, có thể cho tôi phương thức liên lạc không? Tần lão nghi hoặc, cậu Diệp, cậu. Diệp Quân cười nói, nhà tôi cũng coi như có mối quan hệ sâu xa với nhà họ Tần, cho nên muốn tìm ngày nào thích hợp tới chào hỏi một chút. Có quan hệ sâu xa. Tần lão nghe hắn nói, lòng càng thêm nghi hoặc. Hình như Yến Kinh không nghe ai nói đến gia tộc họ Diệp nào nhỉ. Nhưng Tần lão cũng không nghĩ nhiều, ông ta vốn định trao đổi phương thức liên lạc nhưng lại phát hiện mình không có điện thoại di động. Lúc này, Tần Tịch Chỉ bỗng lấy giấy bút viết một dãy số, đưa cho Diệp Quân, anh Diệp, đây là số điện thoại của tôi, nhà họ Tần chúng tôi luôn chào đón anh tới chơi. Diệp Quân nhận lấy, cười nói, được, cảm ơn. Tần Tịch Chỉ liếc nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu rồi đi theo Tần lão rời khỏi đó. Nhà họ Tần. Diệp Quân nhìn theo bóng hai người rời đi, đối với gia tộc họ Tần này, lòng hắn vẫn có đôi chút mong đợi, bởi dẫu sao thì mẹ hắn cũng là người của gia tộc này. Bỗng Hiên Viên Lăng bước đến, nhìn Diệp Quân và nhẹ nhàng nói khẽ, chúng ta, nói chuyện chút đi. Diệp Quân gật đầu, được. Hai người đi đến một vườn hoa gần đó. Diệp Quân nhìn cô gái bên cạnh, nói thời gian qua cô không tới học viện, tôi còn tưởng cô vẫn tức giận vì vụ việc trước đó. Hiên Viên Lăng thoáng nghi hoặc, vụ việc trước đó. Diệp Quân ngập ngừng một chút mới nói, chuyện đêm hôm đó. Nghe đến đó, mặt Hiên Viên Lăng đã đỏ bừng. Diệp Quân nghiêm túc nói, chuyện đêm đó là lỗi của tôi, khi đó tôi không khống chế được bản thân, suýt chút nữa đã gây tổn thương cho cô. Hiên Viên Lăng vội lắc đầu, cắt ngang, đó là, vấn đề của tôi, không liên quan tới anh. Diệp Quân ngẫm nghĩ một chút rồi nói, bất kể thế nào, sự việc không phát sinh là tốt lắm rồi. Lăng cô nương, cảm ơn những giúp đỡ của cô dành cho tôi từ trước tới nay, tôi đã nhận kiếm báu của gia tộc Hiên Viên thì nhất định sẽ báo đáp lại đầy đủ. Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quân, môi mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lời đã đến khóe môi lại chẳng thể thốt ra. Diệp Quân lấy ra một chiếc nhẫn không gian, đưa cho Hiên Viên Lăng, Lăng cô nương, trong này có rất nhiều linh nguyên, đủ để cô tu luyện chí ít trăm năm. Với thiên phú của cô cùng với công pháp tôi đưa cho cô, bước ra khỏi hệ ngân hà này không phải việc gì khó khăn. Hy vọng sau này chúng ta còn có cơ hội gặp lại, tạm biệt. Nói xong, hắn quay đầu ngự kiếm phóng lên, hóa thành một luồng kiếm quang biến mất nơi chân trời. Hiên Viên Lăng vẫn đứng đó, ngây dại nhìn theo. Rời khỏi gia tộc Hiên Viên, Diệp Quân nhanh chóng về tới Yến Kinh. Giờ này hắn đang vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện. Tu vi của mình không còn bị áp chế nữa. Phải khẳng định một điều, tu vi được khôi phục quả là rất thoải mái. Muốn bay lúc nào thì bay. Khi Diệp Quân trở về nơi ở của Từ Chân, Mộc Uyển Du đã rời khỏi đó, Từ Chân vẫn đang hí hoáy viết bản thảo. Từ Chân ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, cười nói tu vi khôi phục rồi. Diệp Quân nhoẻn cười, đúng vậy. Từ Chân khẽ gật đầu rồi tiếp tục viết lách. Diệp Quân bước tới bên cạnh cô ta, đề nghị ta giúp tỷ kiểm tra lỗi chính tả nhé. Từ Chân liếc xéo hắn một cái, cười bảo, được. Cứ thế, một người viết, một người đọc. Dần dần, sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, bởi hắn nhận ra, câu chuyện đang đi đến hồi kết. Diệp Quân liếc nhìn Từ Chân ngồi bên, nhưng không nói gì. Từ Chân ngồi viết mãi đến khuya mới dừng bút, cô ta đặt bút xuống, vươn vai một cái. Vóc dáng hoàn mỹ bày ra thật đẹp, khiến Diệp Quân cũng phải liếc nhìn mấy lần. Từ Chân đột nhiên quay đầu sang phía Diệp Quân, cười nói ta đi tắm đây. Diệp Quân gật đầu, ừ. Từ Chân chớp mắt, có muốn tắm cùng không? Diệp Quân sửng sốt cả người, sau đó ngập ngừng nói, đúng lúc ta cũng đang muốn tắm. Từ Chân lườm hắn một cái, sẵn giọng, đầu óc lại không trong sáng rồi. Nói xong, cô ta đứng lên đi vào phòng tắm. Diệp Quân nghi hoặc nhìn theo, thế rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý đây? Có nên đi theo không nhỉ? Diệp Quân không mất thời gian phân vân lâu,
hắn đứng lên đi về phía phòng tắm. Không thể để bị đánh giá là không bằng cầm thú. Nhưng khi hắn đi tới cửa phòng tắm, Từ Chân đã đẩy cửa bước ra, trên người khoác áo choàng tắm. Diệp Quân sửng sốt. Từ Chân cười bảo, tắm xong rồi. Ủa? Diệp Quân nghệt mặt. Từ Chân chớp chớp mắt, cậu có thể đi tắm được rồi. Diệp Quân im lặng nhìn Từ Chân, Chân tỷ làm cái gì vậy nhỉ? Tắm nhanh vậy sao? Nhìn vẻ mặt buồn bực của Diệp Quân, Từ Chân gõ đầu hắn một cái, sẵn giọng, cậu nhóc này, chẳng lẽ muốn tắm chung với ta? Ta là đại tỷ của Tiểu Kính với tiểu thụ đó. Nói đến đó, cô ta đột nhiên bước lại, ghé sát tai Diệp Quân, cười đầy thần bí, có muốn một người cùng bốn người vận động trên giường. Trong nháy mắt, khắp người Diệp Quân bừng lên một ngọn lửa vô danh, ngọn lửa đó nhanh chóng thiêu đốt toàn thân. Diệp Quân vô thức vươn tay ôm Từ Chân, nhưng Từ Chân đã lách người ra, cười dục, mau đi tắm đi. Nói đoạn, cô ta đi nhanh về phía giường ngủ. Diệp Quân lắc đầu cười cười, lại bị Chân tỷ trêu đùa rồi. Hắn không nghĩ nhiều nữa, đi vào phòng tắm xối nước lạnh chừng chục phút mới từ từ đè được ngọn lửa trong lòng xuống. Sau khi tắm xong, Diệp Quân ra ngoài, lên trên giường rồi vòng tay ôm Từ Chân từ sau lưng, nói nhỏ Chân tỷ, viết xong rồi, chuẩn bị đi sao. Bị Diệp Quân ôm, cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng truyền đến, gò má Từ Chân thoáng ửng hồng, nhưng không phản kháng mà chỉ tóm lấy bàn tay không chịu an phận của Diệp Quân, nói khẽ ừ. Diệp Quân hỏi, còn có thể trở về không? Từ Chân chỉ cười cười không nói. Diệp Quân cũng không hỏi lại, chỉ nhẹ nhàng hít ngửi mùi hương trên người cô gái nằm trong lòng mình, đó là mùi hương trộn lẫn của hương sữa tắm cùng với mùi thơm cơ thể của thiếu nữ. Từ Chân đột nhiên lên tiếng, đợi thêm một thời gian nữa, chúng ta cùng ăn một bữa cơm với nhau, được chứ? Diệp Quân hỏi, cả Tiểu Thụ và Từ Nhu. Từ Chân gật đầu. Diệp Quân hỏi, thực ra hai người ấy đã sớm biết ta tới nơi này rồi, đúng không? Từ Chân hỏi, sao cậu biết? Diệp Quân cười nói, họ tới nơi này chính là để tìm tỷ, ta không tin họ không tìm được tỷ. Từ Chân mỉm cười, thông minh ghê. Diệp Quân nói, Tiểu Kính. Từ Chân cười bảo, có ta ở đây rồi, muội ấy sẽ không sao đâu. Diệp Quân gật đầu, vậy tốt. Từ Chân chậm chậm nhắm mắt, ngủ đi. Diệp Quân ngập ngừng một chút rồi nói, không ngủ được. Từ Chân nhắc, đừng có nghĩ linh tinh. Diệp Quân cười khổ, hắn cũng đâu có muốn nghĩ linh tinh, nhưng huyết mạch phong ma này thật sự quá không thuần khiết. Huyết mạch hại ta. Nhớ năm đó huyết mạch phong ma này chưa bị kích hoạt, Diệp Quân hắn đây cũng là một thanh niên đứng đắn nghiêm cẩn, không hề háo sắc, mặc dù ở bên cạnh cô gái mình thích. Tình cảm đôi bên mặn nồng cũng vẫn biết giữ lễ nghĩa, quy củ. Nhưng từ sau khi huyết mạch phong ma thức tỉnh, đầu óc hắn càng ngày càng không trong sáng nữa, động chút là lại nghĩ đến những chuyện đầu đâu. Huyết mạch phong ma. Hồi lâu sau, Diệp Quân bỗng gọi nhỏ, Chân tỷ. Nhưng Từ Chân không đáp. Diệp Quân lại nói, ta biết tỷ chưa ngủ. Từ Chân bỗng xoay người lại, mặt đối mặt với Diệp Quân. Thấy ánh mắt Diệp Quân dường như đã trở nên nóng bỏng hơn bình thường, khóe miệng cô ta cong cong, có phải muốn thực hiện vận động trên giường không? Vừa nghe được những lời này, ngọn lửa vô danh trong người Diệp Quân lại lập tức bùng lên, cấp tốc lan ra khắp ngóc ngách cơ thể, khiến hắn khó lòng đè nén lại. Hắn nuốt nước miếng, lòng như lửa đốt, đang muốn nói gì thì Từ Chân đã ghé lại gần, nhẹ nhàng cắn vành tai hắn rồi nói khẽ, bên trong ta chẳng mặc gì đâu. Diệp Quân. Không mặc gì cả. Nghe Từ Chân nói thế, máu trong người Diệp Quân như sôi lên sùng sục, huyết quản như sắp vỡ bung, hắn không thể nhịn nổi nữa, bèn xoay người, đè Từ Chân xuống dưới, cúi đầu hôn. Ban đầu, hắn còn có thể nhẫn nhịn đôi phần, nhưng vào lúc này, hắn thật sự không thể nhịn nổi nữa. Ai có thể nhịn được? Bị Diệp Quân hôn, Từ Chân trợn tròn đôi mắt hạnh, đầu óc trống rỗng. Lần này, Diệp Quân không chỉ dừng lại ở nụ hôn, tay hắn đã lần vào trong. Từ Chân không nói dối. Bên trong không có gì che chắn. Một lúc sau, ngay khi Diệp Quân muốn tiến hành đến bước cuối cùng, Từ Chân đột nhiên lật người, đưa lưng về phía hắn, nói nhỏ ta buồn ngủ rồi. Hả? Diệp Quân bối rối sững người. Cái gì cơ? Ngủ. Lúc này rồi tỷ lại nói buồn ngủ. Diệp Quân nhẹ nhàng ôm lấy Từ Chân. Cảm thụ hơi ấm từ thân thể cô ta.
Từ Chân thoáng run lên, hạ thấp giọng bảo, ta muốn ngủ. Diệp Quân trầm mặc một hồi rồi chậm rãi thu tay về, lẳng lặng nhắm hai mắt lại. Căn phòng yên tĩnh trở lại. Cứ thế, không biết qua bao lâu, Từ Chân bỗng quay người lại, nhìn Diệp Quân chăm chú rồi khẽ hỏi, giận à? Diệp Quân chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Từ Chân, nói ta sẽ không giận tỷ. Từ Chân hỏi, vì sao? Diệp Quân cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô ta một cái, bởi vì ta thích tỷ. Thích? Đây không phải lần đầu Diệp Quân nói những lời này, nhưng giờ phút này lại rất nghiêm trang, Từ Chân biết, ý nghĩa của nó không giống với những lần trước. Từ Chân chỉ lặng lẽ nhìn Diệp Quân, nhưng trái tim tĩnh lặng như mặt giếng cổ lại bất chợt nổi lên những gợn sóng lăn tăn. Diệp Quân nói tiếp, ta biết, tỷ không phải loại người tùy tiện, tỷ nguyện cùng ta thân mật như vậy tuy không phải vì yêu nhưng ít nhiều gì cũng có đôi chút thích ta, nếu không, ta không có khả năng được phép gần gũi sỗ sàng với tỷ thế này, đúng không? Từ Chân nhìn Diệp Quân hồi lâu rồi vùi đầu vào ngực hắn, lặng im không nói. Diệp Quân nhẹ nhàng ôm lấy cô ta, khẽ nói, ngủ đi. Từ Chân thì thào, ta cố ý mê hoặc cậu, sau đó, lại không cho cậu, cậu thực sự không tức giận sao? Diệp Quân lắc đầu, nhẹ nhàng nói, ta thích tỷ không phải là bởi muốn làm chuyện đó cùng tỷ, ta thích tỷ là thích cảm giác ở bên tỷ, giống như bây giờ, ôm như thế này thôi ta cũng thấy rất hạnh phúc. Nghe Diệp Quân nói thế, Từ Chân nhoẻn cười ngọt ngào, đáy lòng như có dòng nước ấm chảy qua, cô ta vươn tay chậm rãi ôm Diệp Quân, dịu dàng nói ta cũng thích loại cảm giác này. Diệp Quân bỗng hỏi, Chân tỷ, thọ mệnh của tỷ là vĩnh viễn sao? Từ Chân mỉm cười, sao lại đột nhiên hỏi tới cái này? Diệp Quân khẽ thở dài, ta sợ. Từ Chân không hiểu, sợ. Diệp Quân gật đầu, ta sợ chết. Nói đoạn, hắn ghé môi hôn nhẹ lên trán Từ Chân một cái rồi tiếp tục, ta sợ sau khi ta chết, không còn ai yêu tỷ như ta. Từ Chân ngẩn người, giây lát sau, cô ta đột nhiên dướn lên hôn Diệp Quân. Hai người ôm nhau thật chặt, như thể không còn bất cứ khoảng cách nào. Hồi lâu sau, Diệp Quân chợt cảm thấy môi mình đau nhói lên, hắn mở mắt, nhìn Từ Chân đầy khó hiểu, Chân tỷ, cắn ta làm gì? Từ Chân trừng mắt với hắn một cái, tự dưng nói mấy lời đó với ta, làm ta suýt bị cậu lừa. Diệp Quân chỉ mỉm cười không nói. Từ Chân nhìn hắn chằm chằm, cười cái gì? Diệp Quân khẽ cười, bảo tỷ chính là một trong những người mạnh nhất thế gian, ta lừa được người khác chứ không thể nào lừa được tỷ. Từ Chân nhìn gương mặt tuấn tú sắc cạnh như điêu khắc trước mắt, đặc biệt là đôi con ngươi tràn chứa yêu thương và dịu dàng, trái tim thoáng run rẩy, cô ta hơi cúi đầu, nói khẽ cậu thích ta làm gì, ta chính là đại tỷ của Tiểu Thụ và Tiểu Kính, chúng ta không thể như vậy được. Nghe vậy, Diệp Quân liền hiểu được. Thì ra thứ Từ Chân để ý chính là điều này. Tuy bình thường Từ Chân cũng hay nói mấy lời chọc ghẹo bạo dạn như là cả đám người cùng lên giường vận động gì đó, thái độ có vẻ chẳng thèm để ý gì đâu, nhưng thực tế, lòng tỷ ấy lại rất để tâm. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến tỷ ấy từ chối và nói là buồn ngủ ngay vào thời khắc mấu chốt nhất. Thực ra, tỷ ấy vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ được. Có những cô gái, bình thường nhìn rất đĩnh đạc, không hề kiêng dè điều gì, nhưng thực ra nội tâm lại rất bảo thủ. Lại có những người thoạt nhìn nhã nhặn dịu dàng, sau lưng trò gì cũng chơi được. Diệp Quân ôm lấy Từ Chân, nói Chân tỷ, ta có cách này, thứ hai, tư, sáu, ta ở cùng với bọn họ, thứ ba, năm, bảy ta đến ở cùng tỷ, tỷ thấy sao? Từ Chân lườm Diệp Quân một cái, tưởng bở nhiều quá đó, ngủ đi. Nói đoạn, cô ta chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Quân lặng lẽ mỉm cười, cứ thế ôm cô ta. Ban đầu không có ý tưởng gì, nhưng rồi hắn lại nhanh chóng nhớ tới một điều. Bên dưới áo tắm, không có gì cả. Có lẽ bởi huyết mạch phong ma ảnh hưởng, bàn tay Diệp Quân ôm Từ Chân bắt đầu lại nhẹ nhàng di động. Từ Chân không có phản ứng gì. Có huyết mạch phong ma trong người, Diệp Quân càng lúc càng lớn mật hơn, tay đã lần theo khe áo tắm, chầm chầm di chuyển. Từ Chân vẫn không hề động đậy. Huyết mạch phong ma. Khi bàn tay Diệp Quân hoàn toàn mò vào trong, hắn lại thoáng phân vân. Nhận thấy được nơi nào đó trên thân thể mình bắt đầu có biến hóa, hắn âm thầm lắc đầu, đợi khi nào tu vi khôi phục, nhất định phải trấn áp huyết mạch phong ma này một phen mới được.
Huyết mạch phong ma rất muốn nói, ông tổ của ta ơi, tu vi của ngươi đã khôi phục rồi. Thật đúng là cái loại con ông cháu cha. Lần đầu tiên nó phải chịu oan uổng đến thế, chuyện tốt gì thì chủ nhân chiếm hết, chuyện xấu đổ hết lên đầu nó. Về sau gọi nó là huyết mạch gánh tội luôn đi. Ngay khi Diệp Quân đang muốn tiếp tục công thành chiếm đất, có điều gì đó khiến hắn lại đột nhiên mở bừng mắt, thì ra Từ Chân đang nhìn hắn. Diệp Quân hơi xấu hổ, đang muốn nói gì thì Từ Chân đã cầm tay hắn, nhét vào trong áo tắm của mình, đặt lên. Đầu óc Diệp Quân trống rỗng. Từ Chân vùi đầu vào ngực hắn, nói, muốn sờ thì sờ đi, đừng có ngập ngừng chần chừ, biết không? Nghe được những lời này, Diệp Quân tức thì hưng phấn, hai tay không hề kiêng dè nữa. Thật đúng là, da như tuyết, đầy đặn tựa núi, mịn màng nhẵn nhụi như lụa. Êm dịu như ngọc, mềm như không xương, vươn lên cao ngất. Một đêm này đối với Diệp Quân mà nói, thật sự là một sự dày vò. Hắn có thể làm được rất nhiều chuyện, nhưng có loại chuyện lại không thể làm, cái loại không trên không dưới, lơ lửng lưng chừng này thật sự quá dằn vặt người ta. Cứ thế, trong nỗi đau khổ dằn vặt lại vui sướng khó tả, Diệp Quân trằn trọc đến hừng đông. Tờ mờ sáng, Từ Chân đang nằm trong lòng Diệp Quân chậm chậm mở mắt ra, dường như lại cảm thụ được điều gì, cô ta cúi đầu nhìn xuống, mặt thoáng ửng hồng. Chợt tiếng Diệp Quân vang lên bên tai cô ta, tỉnh rồi. Từ Chân khẽ gật đầu, mặt mày đầy ngượng ngập xấu hổ, ừ. Tay Diệp Quân trôi xuống, nhẹ nhàng vỗ lên mông cô ta một cái, cười nói, dậy thôi. Nói xong, hắn ngồi dậy, rời giường vào phòng tắm, xối nước lạnh. Nhìn theo bóng Diệp Quân hối hả chạy vào phòng tắm, khóe miệng Từ Chân hơi cong lên, tối qua, dù chưa phát sinh chuyện gì khiến hai bên khó xử nhưng những hành vi tình tứ khi đó cũng đủ khiến người ta xấu hổ. Hồi lâu sau, Từ Chân ngồi dậy, sửa sang lại áo ngủ đã xốc xếch rồi đi vào bếp, chỉ một lát, hai bát mì ăn liền đã được nấu xong. Diệp Quân bước ra, hắn đã thay bộ áo dài màu trắng, bởi không thích thả tóc nên hắn đã cột mái tóc dài ra sau đầu, đuôi tóc cao cao nhìn thật mát mẻ dễ chịu. Diện mạo như ngọc, vóc dáng tựa trúc. Nhìn Diệp Quân, Từ Chân khẽ nhoẻn cười, tới ăn mì. Diệp Quân gật đầu, ngồi xuống ghế đối diện, đưa mắt nhìn Từ Chân. Lúc này Từ Chân đang mặc bộ áo ngủ, áo có hơi xốc xếch, cổ áo khá rộng, nếu đứng lên nhìn từ trên xuống hẳn sẽ thấy được cảnh xuân phơi phới. Vừa thức dậy chưa bao lâu, tóc Từ Chân còn hơi rối, trông có vẻ biếng nhác, nhưng lại mang một sự quyến rũ khác thường ngày, khiến người ta trông thấy liền muốn ôm vào lòng. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Diệp Quân, Từ Chân mỉm cười, nhìn ta làm gì? Diệp Quân cười đáp, đẹp. Từ Chân cười cười, mau ăn đi. Diệp Quân gật đầu rồi rời mắt, bắt đầu ăn mì. Một lát sau, Diệp Quân đã ăn xong phần của mình, hắn ngẩng lên nhìn Từ Chân, cười nói, Chân tỷ, ta đi đây. Từ Chân gật đầu, ừ. Diệp Quân đứng dậy đi ra cửa, nhưng vào lúc này, Từ Chân lại đột nhiên gọi hắn, chờ chút đã. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Từ Chân. Từ Chân đứng lên, bước lại gần Diệp Quân. Nhẹ nhàng chỉnh sửa áo sống cho hắn rồi cười bảo, được rồi đó. Diệp Quân bỗng ôm chầm lấy cô ta. Từ Chân không đẩy hắn ra mà đặt đầu mình lên bờ vai hắn, nói khẽ mấy hôm nữa mọi người cùng tụ hội một chút đi. Diệp Quân gật đầu, được. Từ Chân mỉm cười, đi mau đi. Diệp Quân buông tay ra, hôn nhẹ lên trán Từ Chân một cái rồi mới quay đầu bước ra cửa. Từ Chân đứng đó mỉm cười rồi bước tới bên cửa sổ. Nhìn Diệp Quân lên một chiếc xe, xe nhanh chóng biến mất nơi góc đường mới rời mắt, quay trở lại bàn đọc sách, tiếp tục viết lách. Trên xe, Diệp Quân lấy điện thoại di động, bấm một dãy số, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, ai đó. Giọng nói thật lạnh nhạt. Diệp Quân cười bảo, Tịch Chỉ cô nương, là tôi. Tần Tịch Chỉ thoáng kinh ngạc, anh Diệp. Diệp Quân nói, đúng là tôi, hôm nay tôi muốn tới chào hỏi, có được không? Tần Tịch Chỉ đáp, đương nhiên, để tôi phái người tới đón anh. Diệp Quân bèn nói, tôi đang ở trên xe rồi, cô cứ cho tôi một địa chỉ là được. Tần Tịch Chỉ nói, khu Bắc. Diệp Quân gật đầu, được. Nói xong, hắn cúp điện thoại, nhìn người tài xế ở ghế trước, đi khu Bắc. Bác tài xế liếc nhìn Diệp Quân, cười nói, được. Diệp Quân ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn không ngự kiếm,
bởi vì sau khi sống ở đây một thời gian, hắn đã chậm rãi làm quen với lối sống ở nơi này. Rất tốt. Nhịp sống không quá nhanh, cảm giác đời thường rất dễ chịu. Quả thật, trong khoảng thời gian sống ở ngôi sao màu xanh này, hắn bắt đầu cảm thấy ghét lối sống ngày ngày tu luyện, ngày ngày đánh nhau của trước kia. Đương nhiên, hắn cũng biết, những ngày như thế lại sắp trở về rồi. Tính toán thời gian, Vĩnh Sinh Đại Đế hẳn cũng sắp tới hệ Ngân Hà. Vĩnh Sinh Đại Đế. Diệp Quân nheo mắt, ánh mắt từ từ trở nên lạnh lẽo. Nửa giờ sau, xe ngừng, bác tài xế nói, đến nơi rồi. Diệp Quân gật đầu, trả tiền rồi xuống xe. Vừa bước xuống, hắn đã chạm mặt Tần Tịch Chỉ. Tần Tịch Chỉ hôm nay vận một bộ váy dài màu lục nhạt, trông thật ôn hòa và dịu dàng. Tần Tịch Chỉ bước tới, mỉm cười, anh Diệp. Diệp Quân cười bảo, quấy rầy cô rồi. Tần Tịch Chỉ lắc đầu, anh Diệp tới nhà họ Tần chúng tôi là vinh hạnh của gia tộc tôi. Thực lực của người này, Tần Tịch Chỉ đã từng chứng kiến, cô ta biết người này là một người tu tiên mà truyền thuyết nhắc tới, hơn nữa đó còn là một người tu tiên có thực lực cực mạnh. Người như thế, nhà họ Tần đương nhiên sẽ cố gắng tạo mối quan hệ tốt đẹp. Tất nhiên, nhà họ Tần làm thế không phải vì sợ hãi, bởi vì nhà họ Tần cũng giống như nhà họ Dương đều có nền tảng mạnh mẽ ở cấp độ gia tộc Hiên Viên hay Si tộc đều không thể so sánh được. Tần Tịch Chỉ dẫn Diệp Quân đi vào tòa nhà họ Tần. Đó là một trang viên cực lớn, bốn phía đều có những luồng hơi thở thần bí. Đây là thế gia cổ võ. Dọc đường đi, Tần Tịch Chỉ liếc nhìn Diệp Quân, ánh mắt đầy tò mò, cô ta có thể nhận ra, vị cường giả tên Diệp Quân này rất có hứng thú với gia tộc họ Tần. Lẽ nào anh ta thực sự có quan hệ gì với nhà họ Tần? Tần Tịch Chỉ nghi hoặc trong lòng. Vừa đi, Diệp Quân vừa ngạc nhiên đánh giá nơi này, đây chính là nhà họ Tần mà mẹ mình từng sống. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên cảm thụ được một hơi thở khóa mình lại, hắn cau mày, quay đầu nhìn sang bên phải, nơi đó có một sân nhỏ, trong sân là một con chó lớn. Con chó này có hình thể khổng lồ, to gấp hai chó thường, mắt nó lom lom nhìn Diệp Quân. Yêu! Diệp Quân kinh ngạc, bởi hắn phát hiện, cảnh giới của con chó này không thấp đâu. Hơi thở hùng hồn, cảnh giới rất cao. Nơi này lại có thể có một yêu thú mạnh như vậy. Diệp Quân khiếp sợ nhìn nó. Đúng lúc này, con chó lớn kia đột nhiên cất bước đi về phía Diệp Quân. Thấy thế, Tần Tịch Chỉ thoáng biến sắc, vội vàng nói, Khiếu Thiên lão tổ, vị này là khách quý của nhà họ Tần chúng ta. Khiếu Thiên không để ý tới Tần Tịch Chỉ, tiếp tục đi tới trước mặt Diệp Quân, sau đó chậm rãi nằm sấp xuống. Lấy đầu cọ nhẹ vào chân Diệp Quân. Tần Tịch Chỉ chết chân tại chỗ, hơ, cậu ta rất yếu. Khiếu Thiên lão tổ cực kỳ thân thiết với Diệp Quân, trông như thể đối đãi với chủ nhân của mình vậy. Thấy thế, Tần Tịch Chỉ bối rối không biết làm sao, sắc mặt hoang mang không sao tin nổi. Vị Khiếu Thiên lão tổ này chính là thú cưng của một vị tổ tiên nhà họ Tần năm xưa, sau khi vị tổ tiên đó rời đi. Vị Khiếu Thiên lão tổ này đã trở thành thần thủ hộ của nhà họ Tần, và luôn bảo vệ nhà họ Tần đến nay. Có thể nói, địa vị của nó ở gia tộc này thậm chí còn cao hơn cả gia chủ của gia tộc. Nhưng mà, lúc này đây, Khiếu Thiên lão tổ lại đang cọ chân Diệp Quân một cách hết sức thân mật. Thật không thể tưởng nổi. Tần Tịch Chỉ không sao hiểu được. Nhìn con chó khổng lồ trước mặt, Diệp Quân ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, cười hỏi, ngươi biết mẹ ta? Khiếu Thiên gật đầu, con mắt không có lấy một tia hung ác, chỉ có ngoan ngoãn như muốn lấy lòng. Bởi nó có thể cảm thụ được hơi thở của người này. Đây là con cháu của chủ nhân, con cháu ruột thịt, chứ không phải như người nhà họ Tần. Diệp Quân lại hỏi, là thú cưng của mẹ ta hả? Khiếu Thiên lại vội vã gật đầu. Diệp Quân thoáng kinh ngạc, hắn không ngờ con chó lớn này lại chính là vật nuôi của mẹ mình khi xưa. Thật thú vị. Ngay lúc này, Diệp Quân lại đột nhiên cảm thụ được điều gì đó, hắn quay đầu lại, cách đó không xa có một người đàn ông trung niên, vừa thấy rõ người đàn ông này, Diệp Quân liền sửng sốt. Người đàn ông trung niên đó chính là vị tông sư đã đuổi giết hắn lần trước. Không ngờ lại gặp ông ta ở đây. Vị tông sư kia cũng rất bất ngờ khi chạm mặt Diệp Quân ở nơi này, ông ta ngây người giây lát rồi híp mắt, thả ra một luồng khí thế hùng mạnh bao phủ lấy Diệp Quân. Diệp Quân nhìn vị cường giả tông sư kia, lặng lẽ cười nhạt.
hắn lúc này không bị phong ấn tu vi, không ngại. Cũng vào lúc này, Tần lão bước tới, khi thấy vị cường giả tông sư kia muốn dùng khí thế để đè ép Diệp Quân, ông ta sửng sốt, vội vàng ngăn lại, Mục tông sư, chuyện gì thế này? Mục tông sư nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, ánh mắt lạnh lẽo như băng, Tần lão, ông cũng biết người này là ai không? Tần lão nhìn Diệp Quân, nói, đây là cậu Diệp, Mục tông sư và cậu Diệp đây có hiểu lầm gì chăng? Mục tông sư cười nhạt, cậu ta giết mấy người của vị Lai tông bọn tôi. Nghe vậy, Tần lão cũng sửng sốt, giết người của vị Lai tông. Ông ta không ngờ Diệp Quân lại có ân oán với vị Lai tông. Mục tông sư quay sang nhìn Tần lão, người này hẳn không có quan hệ gì với nhà họ Tần đúng không? Tần lão trầm giọng, Mục tông sư, trong việc này liệu có hiểu lầm gì chăng? Không có hiểu lầm gì. Mục tông sư quả đoán lắc đầu, người này đã giết mấy người của vị Lai tông chúng tôi, dẫm đạp lên thể diện của vị Lai tông. Vị Lai tông cùng cậu ta không chết không ngừng. Ông ta biết, Diệp Quân xuất hiện ở nhà họ Tần thì nhất định phải có quen biết với người nhà họ Tần, cho nên ông ta muốn làm rõ thái độ của mình, để không cho nhà họ Tần có cơ hội giúp Diệp Quân. Không chết không ngừng. Diệp Quân liếc nhìn Mục tông sư, lắc đầu, Ưng Thanh trước kia làm thế nào mà lên được tận chức phó các chủ tiên bảo các vậy? Người phụ nữ đó là khắc tinh của mình sao? Nghe Mục tông sư nói thế, sắc mặt Tần lão tức thì trở nên khó coi, đồng thời còn có đôi chút tức giận. Vị Mục tông sư này cố tình chặn hết mọi đường lui. Nhà họ Tần cùng vị Lai tông có mối quan hệ tương đối thân thiết, bởi vì vị tổ sư của vị Lai tông là Ưng Thanh có quan hệ không bình thường với tổ tiên của nhà họ Tần là Tần Quan. Chính vì thế, từ trước tới nay, nhà họ Tần và vị Lai tông luôn giữ mối quan hệ bạn bè. Nhưng giờ đây, ông ta vốn đang muốn điều hòa mâu thuẫn hai bên, người này lại chặn hết mọi đường luôn rồi. Thứ gì vậy chứ? Tần lão liếc nhìn Mục tông sư, ánh mắt lạnh nhạt, Mục tông sư, ông có chắc đây không phải là hiểu lầm chứ? Mục tông sư nhìn chòng chọc vào Diệp Quân, chắc chắn không có hiểu lầm nào, Tần lão, việc này không có liên quan đến nhà họ Tần, người này, vị Lai tông chúng tôi nhất định phải giết. Tần lão trầm mặc một hồi rồi hỏi, Mục tông sư, ông đánh thắng được cậu ấy sao? Thực lực của Diệp Quân thế nào, ông ta cũng đã được chứng kiến, lúc đó, ở gia tộc Hiên Viên, đám cường giả của gia tộc Hiên Viên đối mặt với người đàn ông áo đen kia đều vô cùng kinh sợ, không hề có sức chống trả, như dê con trước miệng cọp, mà trong đó còn có cả đại tông sư. Nhưng người đàn ông áo đen khủng bố đó lại bị vị thanh niên họ Diệp kia giết chết trong nháy mắt. Giết chết trong nháy mắt đó. Vậy cũng tức là, tông sư ở trước mặt cậu ấy còn chẳng bằng con sâu cái kiến. Mục tông sư cười nhạt, cậu ta rất yếu. Nghe vậy, Tần lão nhăn mày, nhìn Mục tông sư, giọng nghi hoặc rất yếu. Mục tông sư gật đầu, người này cũng coi như có chút thực lực, nhưng không nhiều lắm. Tần lão kinh ngạc không tin nổi vào tai mình, vị Mục tông sư này tự kiêu đến thế kia à. Xa xa, Diệp Quân chỉ nhìn Mục tông sư, không nói lời nào. Mục tông sư đột nhiên bước lên, khí thế tông sư chợt hóa thành thực chất tràn về phía Diệp Quân. Ông ta muốn lấy thế đè người. Quả thực, khí thế tông sư của người này vô cùng khủng bố, mặc dù không thể lay động không gian nhưng vào lúc này, nền đá lát dưới chân mọi người đều đang nứt ra, đồng thời trong không khí còn có những tiếng nổ lép bép. Luồng khí thế kia mau chóng ập tới trước mặt Diệp Quân. Dưới chân Diệp Quân, Khiếu Thiên ngẩng đầu, đáy mắt lóe lên một tia hung tàn. Nó định nhào tới nhưng đã bị Diệp Quân ngăn lại. Diệp Quân phất tay áo, trong tích tắc, luồng khí thế kia biến mất không để lại tung tích. Thấy vậy, Mục tông sư sửng sốt cả người. Diệp Quân liếc nhìn ông ta, tay nhổ một sợi lông trên người Khiếu Thiên, nhẹ nhàng bắn ra. Khiếu Thiên! Vèo! Ngay sau đó, Mục tông sư đã bị sợi lông chó ghim chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích. Mục tông sư kinh hãi. Chuyện gì thế này? Ông ta trợn mắt nhìn Diệp Quân chòng chọc, đáy mắt đầy những bàng hoàng và chấn động. Cậu, sao cậu lại? Tế bái. Diệp Quân nhìn Mục tông sư, có thể liên lạc với Ưng Thanh không? Mục tông sư tức thì giận tím mặt, to gan, sao cậu dám gọi thẳng tên sư tổ tôi? Diệp Quân nói, gọi sư tổ ông đi. Mục tông sư trừng mắt nhìn Diệp Quân. Ông ta không ngờ cậu thanh niên mới đó còn bị ông ta đuổi chạy khắp nơi lại trở nên mạnh như vậy rồi.
Này là gian lận sao? Thật quá phản khoa học. Thấy Mục Tông Sư không chịu lên tiếng, Diệp Quân bèn đè nhẹ tay phải, một luồng sức mạnh thần bí đè lên người Mục Tông Sư. Phịch! Mục Tông Sư khuỵu gối xuống đất. Diệp Quân không nhìn vị Mục Tông Sư đang hoảng sợ vạn phần mà quay sang cười nói với Tần Lão, chúng ta đổi nơi khác nói chuyện đi. Tần Lão nhìn Diệp Quân, gật đầu, mời cậu. Diệp Quân gật đầu, đi theo Tần Lão cùng Tần Tịch Chỉ. Khiếu Thiên ngoan ngoãn theo sau Diệp Quân. Thấy thế, Tần Lão lại chăm chú nhìn Diệp Quân thật kỹ. Ba người nhanh chóng tới một đại điện, Tần Lão giơ tay mời, cậu Diệp, mời vào. Diệp Quân gật đầu, ngồi xuống ghế, Tần Tịch Chỉ bưng một bình trà tới, rót cho Diệp Quân một tách rồi mới đi rót cho Tần Lão. Diệp Quân nhấc tách trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi cười hỏi, có phải Tần Lão đang rất nghi hoặc? Tần Lão gật đầu, đúng vậy, cậu Diệp, trước đó, khi ở gia tộc Hiên Viên, cậu từng nói tổ tiên cậu có liên quan tới nhà họ Tần chúng tôi. Diệp Quân gật đầu. Tần Lão hỏi, chẳng biết tổ tiên cậu Diệp đây. Diệp Quân đáp, Tần Quan. Tần Lão lập tức thẳng người, nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt không thể tin nổi, giọng ông ta run run, cậu vừa nói gì? Tần Tịch Chỉ cũng trợn tròn mắt, lòng khiếp sợ vô cùng. Diệp Quân mỉm cười, mẹ tôi tên là Tần Quan. Tần Lão quả đoán lắc đầu, không thể nào, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, cậu Diệp, chuyện này không lấy ra để đùa được đâu, cậu. Tần Tịch Chỉ đột nhiên xen lời, ông nội, anh ấy không nói dối đâu. Tần Lão nhìn về phía Tần Tịch Chỉ lại chỉ vào Khiếu Thiên dưới chân Diệp Quân. Nhìn thấy Khiếu Thiên nằm ngoan ngoãn bên chân Diệp Quân, Tần Lão ngây người. Đúng rồi. Nếu Diệp Quân không phải là con cái của tổ tiên Tần Quan thì Khiếu Thiên lão tổ sao có thể ngoan ngoãn phục tùng như thế? Là huyết mạch của nhà họ Tần. Dòng máu tinh khiết nhất của nhà họ Tần, chính là thiếu niên trước mắt đây. Tần Lão nhìn Diệp Quân, ánh mắt đầy phức tạp Diệp. Diệp Quân cười bảo, cứ gọi tôi là Tiểu Quân cũng được. Tần Lão khẽ gật đầu, nói, vậy tổ tiên ngài ấy. Diệp Quân nói, mẹ tôi hiện không ở tại ngôi sao màu xanh này, à đúng rồi, từ đó người chưa từng trở về sao. Tần Lão ngập ngừng giây lát mới nói, trong sử ký tổ tông từng ghi lại, có về một lần, để tế bái tổ tiên bất phàm. Diệp Quân hỏi, là ông ngoại. Tần Lão gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân bèn hỏi, có thể đưa tôi tới đó không? Tần Lão vội gật đầu, được. Nói đoạn, hai người dẫn Diệp Quân tới từ đường nhà họ Tần. Tới đó, Diệp Quân nhanh chóng tìm được một bài vị, Tần bất phàm. Tần Tịch Chỉ châm ba nén nhang, đưa cho Diệp Quân. Diệp Quân nhận nhang, chậm rãi quỳ xuống, cung kính lạy ba lạy. Tần Tịch Chỉ lại nhận nhang trong tay Diệp Quân, cắm vào lư hương. Sau khi ra khỏi từ đường, Diệp Quân mới hỏi, từ đó đến nay, mẹ tôi chưa từng trở lại. Tần Lão gật đầu, từ sau lần đó, ngài ấy chưa từng quay về. Có lẽ là vì người thân hầu như đã không còn tại nhân thế, dù có trở về. Nói đến đó, ông ta dừng lại. Diệp Quân cũng hiểu. Mẹ có về lại đây thì cũng không còn gặp được người quen cũ, nếu thế, chi bằng đừng trở lại. Nhà họ Tần. Diệp Quân trầm ngâm, nếu mình không đến nơi này, có lẽ vài thế hệ nữa, người nhà họ Dương sẽ chẳng còn ai biết đến nhà họ Tần. Chẳng riêng gì ở ngôi sao màu xanh. Ngay cả ở vũ trụ quan huyên, đây cũng là một chuyện thường xảy ra. Một người bế quan tu luyện vài trăm năm, đến khi xuất quan ra ngoài, phát hiện thân nhân thế hệ đó đều đã không tại thế. Con người, càng tu luyện thì càng mạnh hơn, đồng thời nhân tính trên người cũng càng ít đi. So với thọ mệnh vô hạn, tình thân tình bạn đâu có đáng là gì. Diệp Quân khẽ thở dài, quay đầu nhìn sang phía Tần Lão và Tần Tịch Chỉ, cuối cùng. Ánh mắt rơi vào Tần Tịch Chỉ cô nương có thể tới Ngân Hà Tông chứ? Tần Tịch Chỉ gật đầu, có thể. Diệp Quân vung một ngón tay, một tia sáng trắng bay thẳng vào giữa chân mày Tần Tịch Chỉ, trong khoảnh khắc, vô số tin tức ào ào tràn vào đầu cô ấy. Tần Lão đứng bên ngập ngừng định nói lại thôi. Lát sau, Diệp Quân thu tay về, đây là một bản công pháp, có thể coi là công pháp tốt nhất trong vũ trụ hiện nay. Cô hãy tu luyện theo đó. Ngày sau có thể đi xa hơn. Nói đoạn, hắn lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho Tần Tịch Chỉ, trong này có chút linh nguyên, đủ cho cô tu luyện trăm năm.
Nghe vậy, Tần Tịch chỉ định quỳ xuống, nhưng Diệp Quân đã ngăn lại, đều là người một nhà, không cần làm thế. Tần Tịch chỉ ngập ngừng một lát rồi nói, anh Diệp, tôi không phải con cháu nhà họ Tần. Diệp Quân sửng sốt. Tần lão vội giải thích, Tịch chỉ là cháu gái bạn thân của tôi, nhà con bé năm ấy gặp phải họa lớn, trước khi ra đi, bạn tôi bế con bé tới nhà họ Tần, bởi vậy tôi nhận con bé làm cháu gái. Cơ duyên này, ông ta vẫn muốn để cho con cháu nhà họ Tần. Bởi vì nó quá lớn. Tần Tịch chỉ do dự giây lát rồi đưa lại nhẫn không gian cho Diệp Quân, anh Diệp, linh nguyên và công pháp này, xin hãy trao cho con cháu nhà họ Tần đi ạ. Diệp Quân lắc đầu, liếc nhìn Tần lão một cái rồi nói, Tần lão, Tịch chỉ cô nương là một người thiện tâm. Nghe vậy, Tần lão còn gì không rõ, mặc dù trong lòng bất cam nhưng vẫn vội nói, Tịch chỉ, cậu Diệp đã tặng thì cháu cứ nhận lấy đi. Tần Tịch chỉ ngập ngừng một lát mới gật đầu, vâng. Diệp Quân đang muốn nói điều gì, nhưng đúng lúc này, nơi chân trời xa xa chợt có hơn chục hơi thở cực kỳ hùng mạnh kéo tới. Ngay sau đó, một tiếng thét phẫn nộ vang vọng khắp trốn, kẻ nào dám động tới vị Lai Tông, giết. Hẳn là Mục Tông Sư đã gọi viện trợ. Có kẻ địch xông vào. Vị Lai Tông. Diệp Quân đứng ở cửa với vẻ mặt bình tĩnh. Sắc mặt của Tần lão bên cạnh hắn cực kỳ u ám, vị Lai Tông này điên rồi sao? Diệp Quân là con trai của Tần Quan, là chủ nhân của Tiên Bảo Các đấy. Mà tiên tổ của vị Lai Tông là ai? Là Ưng Thanh, mà Ưng Thanh là thuộc hạ của Tần Quan. Bây giờ vị Lai Tông nhắm vào Diệp Quân, đây chẳng phải là làm loạn sao? Tần lão định lên tiếng ngăn cản, nhưng nghĩ kỹ lại, ông ta không nhúng tay vào chuyện này thì tốt hơn, ông ta không biết rõ tính khí của Diệp Quân, nếu lên tiếng nhắc nhở mà đắc tội với Diệp Quân thì không đáng. Đương nhiên còn một nguyên nhân khác, đó là lời của vị tông sư mục kia. Không chết không ngừng. Ông đã nói vậy thì còn khuyên gì nữa. Ông ta nhất định phải đứng về phía Diệp Quân. Chẳng mấy chốc, bốn người đã xuất hiện trên không của Tần Phủ. Người đứng đầu là một ông lão áo hoa bào, đứng giữa không trung, trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, không gian khẽ chấn động. Đại tông sư. Phía sau ông lão áo hoa bào còn có ba vị cường giả tông sư. Ba vị tông sư cộng thêm một vị đại tông sư, phải nói rằng đội hình này hơi đáng sợ. Diệp Quân nhìn mấy người họ, không nói gì. Ông lão áo hoa bào nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt lạnh lùng, người đã giết người của vị Lai Tông phải không? Diệp Quân suy nghĩ một lát rồi nói, các ngươi liên hệ với tiên tổ Ưng Thanh của các ngươi đi, nói ta tên Diệp Quân. Ông lão áo hoa bào nheo mắt nói, người biết tiên tổ của vị Lai Tông sao? Diệp Quân gật đầu, gặp một lần. Ông lão áo hoa bào lạnh lùng nói, tiên tổ đang bế quan, người gặp bà ấy bằng cách nào? Diệp Quân khẽ thở dài, ta cho ông cơ hội cuối cùng, bây giờ ông liên hệ với bà ấy thì còn có thể sống sót. Ông lão áo hoa bào nhìn Diệp Quân, cười nhạt, người còn trẻ mà mạnh miệng quá đấy, người biết thực lực của vị Lai Tông thế nào không? Nghe vậy, Tần Tịch chỉ bên cạnh khẽ thở dài. Trên ngôi sao màu xanh này, vị Lai Tông thật sự rất mạnh. Dù sao cũng là trong hai siêu thế lực nhất trong hệ Ngân Hà, vì vậy không phải bọn họ kiêu ngạo mà là thật sự tự tin. Diệp Quân nhìn ông lão áo hoa bào, khẽ gật đầu, vậy ông ra tay đi. Nghe Diệp Quân nói vậy, ông lão áo hoa bào lập tức cảnh giác, ông ta phát hiện chàng trai trước mặt bình tĩnh quá mức. Nhìn thấy đại tông sư lại không hề hoảng sợ. Có chỗ dựa sao? Nghĩ vậy, ông ta nhìn Tần lão, chuyện này nhà họ Tần không nhúng tay vào chứ. Ông ta hơi ghen tị với nhà họ Tần, vì dù sao đây cũng là hậu duệ của các chủ tiên bảo các. Nghe vậy, Tần lão bình tĩnh nói, ta đảm bảo không xen vào. Ông lão áo hoa bào khẽ gật đầu, trong lòng thoải mái hơn, nhìn Diệp Quân, không nhiều lời mà tung một quyền về phía Diệp Quân, quyền ý đáng sợ từ trên trời giáng xuống, hướng về phía Diệp Quân. Nhưng quyền ý đó còn chưa kịp tiến đến gần Diệp Quân thì đã biến mất không một dấu vết. Nhìn thấy cảnh này, ông lão áo hoa bào sững sờ. Diệp Quân nhìn ông ta, lật tay phải, trong nháy mắt, một luồng kiếm ý chấn áp ông ta. Lúc này, sắc mặt ông lão áo hoa bào thay đổi kịch liệt, kinh hãi nhìn Diệp Quân, ngươi. Diệp Quân vung tay, ông lão áo hoa bào biến thành tro bụi. Xóa sổ hoàn toàn. Thấy vậy. Mấy vị cường giả phía sau ông lão áo hoa bào lập tức tái nhợt,
Bọn họ đang định bỏ chạy thì một luồng sức mạnh thần bí đã bao phủ bọn họ, khiến bọn họ không thể động đậy. Đám người vô cùng kinh hãi. Diệp Quân nhìn bọn họ, vị Lai Tông ở đâu? Chuyện này phải giải quyết trong hôm nay. Nếu không cứ dây dưa mãi cũng không xong. Nghe vậy, đám người kia trở nên cảnh giác. Lúc này, Tông Sư Mục cách đó không xa nói, các người có gan thì đi theo ta đến Tông Môn. Diệp Quân nhìn Tông Sư Mục, ông ta đang quỳ ở đó, nhưng trên mặt đầy vẻ bất mãn. Ngươi có thể khiến cơ thể ta khuất phục, nhưng miệng ta thì không. Diệp Quân gật đầu, được, ông dẫn đường đi. Tông Sư Mục nhìn Diệp Quân, giải phong ấn cho ta. Diệp Quân xòe bàn tay ra, lông chó giữa lông mày Tông Sư Mục bay đi, Tông Sư Mục trở lại bình thường. Tông Sư Mục lạnh lùng nói, có giỏi thì đi theo ta. Nói xong, ông ta xoay người bay lên trời. Diệp Quân định đi theo thì Tần Tịch Chỉ nói, anh Diệp, tôi đi cùng anh. Diệp Quân nhìn Tần Tịch Chỉ nói, được không? Diệp Quân gật đầu, được. Nói xong, hắn phất tay áo cùng Tần Tịch Chỉ biến mất ở cuối trời. Tần lão nhìn trời với vẻ trầm tư. Không lâu sau, Diệp Quân và Tần Tịch Chỉ đi theo Tông Sư Mục đến vùng ngoại ô, trong dãy núi, Diệp Quân nhìn thấy một đại điện cổ kính. Tần Tịch Chỉ nói, đây là chi nhánh của vị Lai Tông ở ngôi sao màu xanh. Diệp Quân hỏi, tổng bộ của vị Lai Tông ở bên ngoài à? Tần Tịch Chỉ gật đầu. Lúc này, Tông Sư Mục xông vào đại điện, hét lớn, có kẻ địch bên ngoài, khởi trận. Khởi trận. Vừa dứt lời, phía trước đại điện xuất hiện một trận pháp, ngay sau đó, một đạo ánh sáng trắng từ trận pháp bắn ra, phóng thẳng về phía hai người Diệp Quân. Diệp Quân lắc đầu, phất tay áo. Bùm! Tia sáng kia lập tức vỡ tan. Thấy vậy, Tông Sư Mục sững sờ tại chỗ, không nhiều lời, vội vàng nói, liên lạc nội tông, nói có kẻ địch xông vào. Nghe thế, trận pháp trong đại điện được khởi động, sau đó, một luồng sức mạnh từ trong đại điện phóng lên trời. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn lên trời, không nói gì. Tần Tịch Chỉ nói, bọn họ thông báo cho vị Lai Tông bên ngoài rồi. Diệp Quân khẽ gật đầu, vậy đợi xem. Tần Tịch Chỉ nhìn Diệp Quân, nói, Diệp công tử muốn để lại một phần truyền thừa cho nhà họ Tần phải không? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Tần Tịch Chỉ nói, nhưng tôi không phải người nhà họ Tần. Diệp Quân nói, lẽ nào Tịch Chỉ cô nương không muốn trở thành người nhà họ Tần sao? Tần Tịch Chỉ trầm mặc. Diệp Quân nhìn Tần Tịch Chỉ, hỏi tiếp, không muốn sao? Tần Tịch Chỉ nói, anh Diệp, dù sao tôi cũng phải gả đi, con gái lấy chồng như bát nước hất đi, đời này của tôi còn có thể nhớ đến nhà họ Tần, nhưng đời sau thì sao? Diệp Quân im lặng. Tần Tịch Chỉ nói, tôi không có ý gì khác, Diệp công tử tặng tôi đương nhiên rất vui. Bởi vì tôi biết, đây là cơ hội của đời ta, nhưng tôi nghĩ làm vậy là cướp đi tài nguyên của nhà họ Tần. Diệp Quân nhìn Tịch Chỉ cô nương, cô muốn nói gì? Tần Tịch Chỉ hơi cúi đầu, lúc nãy Tần lão gửi tin cho ta, ông ấy hy vọng tôi có thể kết thân với Diệp công tử. Hả? Diệp Quân sững sờ, cô nói gì cơ? Tần Tịch Chỉ nhìn Diệp Quân, ông ấy hy vọng tôi có thể kết thân với Diệp công tử. Đùa gì vậy? Diệp Quân hơi tức giận, cái gì chứ? Ông ấy đang nghĩ gì vậy? Tần Tịch Chỉ tự nhiên nói, tiên tổ Tần Quan đã rời khỏi nhà họ Tần rất lâu rồi, nhà họ Tần hiện giờ không còn là thân thích của bà ấy nữa, cũng vì vậy mấy năm gần đây bà ấy mới không trở về. Mặc dù Diệp công tử đã trở về, nhưng thành thật mà nói, Diệp công tử có được mấy phần tình cảm với nhà họ Tần chứ? Diệp Quân trầm mặc, hắn thật sự không có tình cảm gì với nhà họ Tần. Nếu ông ngoại còn sống thì sẽ khác, nhưng bây giờ dòng dõi nhà họ Tần đã truyền qua nhiều đời, nói cách khác, bây giờ hắn là người có huyết mạch nhà họ Tần thuần túy nhất. Tần Tịch Chỉ nói tiếp, Tần lão hy vọng thông qua cách này, tiếp tục gắn kết tiên tổ Tần Quan với Diệp công tử, dù sao tôi cũng không phải người nhà họ Tần, nếu con của tôi sinh ra ở lại nhà họ Tần thì sẽ hoàn toàn khác, như vậy thì anh Diệp sẽ không từ bỏ được. Diệp Quân khẽ lắc đầu. Nhìn Tần Tịch Chỉ, sao cô lại nói với tôi chuyện này? Tần Tịch Chỉ nhìn Diệp Quân, cười nói, Tần lão tự cho rằng mình mưu kế thâm sâu, nhưng tôi biết Diệp công tử không phải kẻ ngốc, nếu tôi có ý gì trước mặt anh Diệp, cuối cùng cũng chỉ khiến Diệp công tử mất đi chút tình cảm cuối cùng với nhà họ Tần.
Diệp Quân nhìn Tần Tịch Chỉ, Tần cô nương, chắc cô biết rõ, cô nói với tôi những điều này, tôi đã không còn tình cảm gì với nhà họ Tần nữa, nhưng cô vẫn nói. Tôi nghĩ không phải vì cô không muốn lừa dối ta, mà là vì cô muốn có được cái nhìn tốt của ta, từ đó có được nhiều ưu ái hơn, đúng không? Trong mắt Tần Tịch Chỉ hiện lên sự hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Nhưng sao cô tôi có thể qua mắt được Diệp Quân? Nhìn cô gái trước mặt, Diệp Quân khẽ thở dài, hủy hoại cơ hội của nhà họ Tần chỉ vì muốn mình có nhiều cơ hội hơn. Tần Chỉ cô nương, tôi thấy cô rất dịu dàng, cứ nghĩ cô là một cô gái tốt, không ngờ cô lại nhiều mưu mô như vậy. Tần Tịch Chỉ trầm mặc một lát, cũng không phản bác, chỉ nhẹ nhàng nói, thật xin lỗi. Diệp Quân khoát tay nói, ngày tháng ăn nhờ ở đậu thật không dễ dàng gì, nếu không cô cũng sẽ không như vậy, đi thôi. Có chút tài nguyên tôi cho, cô đủ để sống một cuộc sống mới rồi. Tần Tịch Chỉ cúi người trước Diệp Quân, nói, mục đích của tôi đúng là muốn bán đứng nhà họ Tần, sau đó dành cho mình cơ hội nhiều hơn, thậm chí còn hy vọng Diệp công tử sẽ đưa tôi đi, nhưng, tôi còn tưởng mình che giấu rất tốt, Diệp công tử làm sao nhìn thấu được. Cô ta nói thẳng là để Diệp Quân cảm thấy cô ta rất thẳng thắn, từ đó có tình cảm với cô ta hơn, nhưng cô ta không ngờ người này lại có thể nhìn thấu mục đích của cô ta. Cô ta đã đánh giá thấp chỉ số thông minh của người trước mặt. Diệp Quân bình tĩnh nói, tôi đoán thôi. Tần Tịch Chỉ sững sờ. Diệp Quân nhìn Tần Tịch Chỉ, nếu cô không thừa nhận, tôi cũng sẽ cho rằng cô không có mục đích khác, có thể sẽ đúng như cô mong muốn, cho cô nhiều cơ hội hơn, thậm chí là sẽ dẫn cô đi, cho cô một thân phận mới. Đoán. Tần Tịch Chỉ cười khổ, trong lòng hơi chua xót. Diệp Quân bình tĩnh nói, cô giống một cô nương tên Tử Nhu, có quá nhiều tâm tư. Nhiều khi thành thật một chút cũng tốt. Tần Tịch Chỉ khẽ gật đầu, tôi sẽ ghi nhớ lời Diệp công tử chỉ dạy. Cô ta nhìn Diệp Quân, Diệp công tử là người tốt, hy vọng sau này chúng ta có thể gặp lại. Nói xong, cô ta quay người rời đi. Diệp Quân lắc đầu thở dài, trong lòng hơi phức tạp. Nhân tính. Nhiều khi lòng tham của con người vượt ngoài sức tưởng tượng, cho người ta thứ gì tốt, người ta sẽ càng muốn nhiều hơn, có lúc còn muốn có tất cả. Lúc này, hắn mới hiểu tại sao mẹ hắn không tới đây. Bởi vì bà ấy tới đây chắc chắn sẽ vì tình thân, nhưng nhà họ Tần ở đây chỉ nghĩ đến lợi ích, mặc dù đây là chuyện thường tình nhưng không ai thích cả. Hắn cũng không thích. Sau khi rời khỏi đây e là hắn cũng không trở về nhà họ Tần nữa. Lúc này, hơn chục đạo khí tức mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn, lông mày nhíu lại, khí tức mạnh mẽ kia không bình thường. Chẳng mấy chốc, Diệp Quân sững sờ, bởi vì hắn phát hiện người đi đầu là một người phụ nữ. Đó là Ưng Thanh. Ưng Thanh đến rồi. Tông sư Mục bên dưới vô cùng vui mừng, phấn khích nói, đến rồi. Đến rồi, sư tổ đích thân đến rồi, ha ha. Ông ta nhìn Diệp Quân, hung tợn nói, dám đắc tội với vị Lai Tông, sư tổ sẽ diệt cả tộc ngươi. Nghe Tông sư Mục nói vậy, Ưng Thanh đang đi thì suýt ngã nhào. Ưng Thanh trong không trung nhanh chân bước đến trước mặt Diệp Quân, khi Tông sư Mục nghĩ Ưng Thanh sắp ra tay thì bà ấy lại quỳ xuống đất, cung kính nói, thiếu chủ. Nhìn thấy Ưng Thanh quỳ xuống, Tông sư Mục như bị sét đánh trúng, đầu óc trống rỗng, miệng há to có thể nhét vừa một quả trứng. Không chỉ có Tông sư Mục mà các cường giả vị Lai Tông đi theo Ưng Thanh cũng ngơ ngác. Thiếu chủ, người có thể khiến Ưng Thanh gọi thiếu chủ là ai? Diệp Quân. Vua của vũ trụ Quan Huyên hiện giờ. Mặc dù vị Lai Tông ở hệ Ngân Hà nhưng thật ra cũng thuộc quyền quản lý của thư viện Quan Huyên. Sau khi hoàn hồn lại, mọi người vội quỳ xuống, run rẩy không thôi. Diệp Quân nhìn Ưng Thanh trước mặt, không nói gì. Mấy người Ưng Thanh cảm nhận được cảm giác áp bức vô hình ập đến, ngực như bị một tảng đá đè nén đến nghẹt thở. Ưng Thanh quỳ trước mặt Diệp Quân cười khổ. Hôm đó sau khi bị đưa về hệ Ngân Hà, bà ấy vẫn luôn bế quan tu luyện, chưa từng quan tâm đến chuyện gì của vị Lai Tông. Bà ấy không ngờ Diệp Quân lại đến hệ Ngân Hà, càng không ngờ được vị Lai Tông ở ngôi sao màu xanh này còn đuổi giết hắn. Bà ấy như sắp suy sụp. Tông sư Mục ở một bên nhìn Ưng Thanh đang quỳ dưới đất, mặt xám như cho tàn, cả người mềm nhũn ngã xuống đất, ông ta biết ông ta đã mất hết rồi. Bây giờ ông ta nhớ lại câu nói bảo tổ sư Ưng Thanh của ông đến gặp ta của Diệp Quân.
hóa ra không phải người ta đang ra oai mà người ta lợi hại thật. Diệp Quân nhìn Ưng Thanh, lạnh nhạt nói, đứng lên đi. Ưng Thanh do dự một lát, sau đó chậm rãi đứng lên. Diệp Quân nói, vị Lai Tông ở hệ Ngân Hà là sao đây? Ưng Thanh cung kính nói, là một cứ điểm mà vị Lai Tông thiết lập ở ngôi sao màu xanh, mục đích là để tập hợp vài nhân tài có thiên phú ở ngôi sao màu xanh. Diệp Quân lắc đầu, ý kiến cũng hay đấy nhưng bà có biết bây giờ bọn hắn đã thành cái dạng gì rồi không? Bây giờ chúng là một tổ chức sát thủ, ai đưa tiền thì chúng giúp người đó giết người, hơn nữa còn ỷ vào cái danh vị Lai Tông mà chẳng xem ai ra gì. Ưng Thanh vội nói, là do ta dạy dỗ không nghiêm, mong thiếu chủ trừng phạt. Diệp Quân vung tay lên, vị Lai Tông bên dưới biến thành cho bụi, tông sư mục đó cũng biến mất. Diệp Quân nhìn Ưng Thanh, nghĩ lại thì bà đã lâu rồi không tiếp quản việc của vị Lai Tông, chuyện này cũng không thể trách bà nhưng chúng đều gọi bà là tổ sư, lợi dụng danh nghĩa của bà để ra ngoài làm càn, cho nên bà cũng không thoát khỏi tội trong chuyện này, trừng phạt bà. Lúc này một người đàn ông trung niên bỗng bước ra, ông ta nhìn Diệp Quân, thiếu chủ, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, thiếu chủ đã tiêu diệt vị Lai Tông ở ngôi sao màu xanh rồi, tại sao lại khăng khăng muốn đuổi cùng giết tận? Diệp Quân nhìn người vừa nói, ông là. Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói, tông chủ của vị Lai Tông. Thiếu chủ, nói một cách nghiêm túc thì vị Lai Tông bọn ta không thuộc quyền quản lý của Thư viện Quan Huyên, thiếu chủ không có quyền can thiệp vào chuyện nội bộ của vị Lai Tông. Diệp Quân khẽ gật đầu, ông nói hay lắm. Nếu ông đã không thừa nhận là thế lực của Thư viện Quan Huyên, vậy thì ta cũng chỉ có thể xem vị Lai Tông của ông là kẻ thù. Dù sao vị Lai Tông cũng hết lần này đến lần khác đuổi giết ta, mà đối phó với kẻ thù. Nói rồi hắn nheo mắt lại, người đâu? Dầm! Vừa dứt lời, một bóng người bỗng xuất hiện ở đằng sau Diệp Quân. Người đến chính là Ám U. Diệp Quân không cảm xúc nói, tiêu diệt vị Lai Tông đi. Ám U cung kính nói, tuân lệnh. Nói rồi ông ta biến mất. Sắc mặt tông chủ vị Lai Tông thay đổi, ngươi. Diệp Quân phất tay. Tông chủ vị Lai Tông đó biến mất. Diệp Quân nhếch môi tỏ vẻ khinh thường, trò gì đây? Hắn vừa nói vừa nhìn Ưng Thanh cúi đầu không nói gì. Bà ấy đã tuyệt vọng rồi. Thật ra bà ấy đã không còn quá nhiều quan hệ với vị Lai Tông, vì trước kia bà ấy luôn đảm nhiệm chức vị ở Tiên Bảo Các, đã mấy ngàn vạn năm chưa quay về hệ Ngân Hà. Vì bà ấy làm phó các chủ ở Tiên Bảo Các, quyền lợi quá lớn nên vị Lai Tông đặt bà ấy ở vị trí đầu tiên trong tông phả. Bà ấy cũng rất bất lực. Diệp Quân nhìn Ưng Thanh, tự thu xếp cho ổn thỏa đi. Nói xong, hắn xoay người đi. Ưng Thanh im lặng một lúc lâu, thấp giọng thở dài, rồi xoay người đi. Lần này bà ấy quyết định tránh xa một chút. Ở một bên khác, Diệp Quân lấy điện thoại ra bấm số gọi đi, đầu bên kia nhanh chóng vang lên một giọng nói, cháu trai. Ngươi ở đâu rồi? Là giọng của nhị nha. Diệp Quân hơi cạn lời. Mười mấy phút sau, Diệp Quân đến trước một phủ đệ. Dương phủ. Vừa đến Dương phủ, nhị nha dẫn Tiểu Bạch chạy ra. Nhị nha nhìn Diệp Quân một lúc, sau đó nói, khôi phục thực lực rồi à? Diệp Quân gật đầu. Nhị nha nói, đi thôi, chúng ta vào trong rồi nói. Cô bé vừa nói vừa dẫn Diệp Quân đi vào phủ đệ. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, vì hắn nhận ra trong Dương phủ có rất nhiều khí tức khá mạnh. Ngay lúc này, cách đó không xa một nhóm người nhanh chân bước đến, đi đầu là một ông lão mặc bộ đồ thời đường, bên cạnh ông lão là một đám nam nữ. Ông lão đồ đường dẫn đám người nhanh chân bước đến trước mặt Diệp Quân, sau đó đồng loạt quỳ xuống, vui mừng nói, gia chủ đương nhiệm của nhà họ Dương Dương Liêm kính chào thiếu chủ. Diệp Quân mỉm cười, mời đứng dậy. Dương Liêm đứng lên, ông ta nhìn Diệp Quân, trong mắt đầy vẻ phấn khích và vui mừng. Thiếu chủ, vị này là vua của vũ trụ Quan Huyên bây giờ. Nhà họ Dương có thể nói là gia tộc lớn đứng đầu ở ngôi sao màu xanh bây giờ, dù sao Dương Liêm Sương cũng là tông chủ đương nhiệm ở hệ Ngân Hà, thế nên tin tức mà họ nắm chắc, nhà khác không thể so được. Đám người Dương tộc ở đằng sau Dương Liêm đều tò mò nhìn Diệp Quân. Dương Liêm vội nói, mời thiếu chủ. Diệp Quân gật đầu, ừ. Dương Liêm dẫn Diệp Quân đến một đại điện, ông ta để Diệp Quân và Nhị Nha ngồi ở hai bên vị trí chính, còn mình đứng bên cạnh.
Ông ta biết mặc dù người trước mặt này cũng họ Dương nhưng không có quan hệ huyết thống gì với nhà họ Dương ở ngôi sao màu xanh, chẳng qua vì Dương Liêm Xương nên mọi người cũng được xem là họ hàng. Diệp Quân bỗng hỏi, bà cô Liêm Xương về chưa? Bà cô! Lúc nói câu này, bản thân hắn cũng không khỏi lắc đầu khẽ cười. Cách gọi này quả thật hơi kỳ cục nhưng chẳng còn cách nào khác, cũng không thể gọi thẳng tên mà nhỉ. Dương Liêm mỉm cười, thỉnh thoảng sẽ về. Diệp Quân gật đầu, vốn dĩ nên đến từ trước nhưng lại xảy ra vài việc nên không thể đến được. Dương Liêm cười nói, chúng tôi cũng vừa mới nhận được tin thiếu chủ đến Yến Kinh, nếu không đã đi đón thiếu chủ rồi. Diệp Quân định nói gì đó, nhị nha bỗng nói, mọi người đều là người của mình, các ngươi đừng tỏ ra nho nhã như thế nữa. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười. Dương Liêm cũng cười nói, nhị nha cô nương nói phải. Ông ta cũng cực kỳ kính trọng vị nhị nha cô nương này, ông ta không biết nhị nha là ai nhưng biết nhị nha cô nương đã tồn tại từ thời đại tổ tiên của ông ta. Nhà họ Dương có một lời dạy của tổ tiên, đó căn phòng ở phía tây phải luôn được giữ lại, mà viện bên đó chính là chỗ nhị nha ở. Mỗi ngày đều được quét dọn. Gia chủ nhà họ Dương đều đã thay rất nhiều đời, nhưng cái viện đó vẫn còn giữ nguyên. Vẫn luôn giữ lại cho nhị nha. Vĩnh sinh đại đế đến rồi. Lời dạy của tổ tiên còn nói rõ, chỉ cần chủ nhân của viện đó quay lại thì phải phục vụ cho tốt. Dương Liêm cũng không ngờ thế hệ này của ông ta, chủ nhân của viện lại quay về. Dĩ nhiên đây là chuyện cực tốt với ông ta, vì nhị nha cô nương cho một chút lợi ích thì có thể làm cho ông ta sống thêm mấy trăm tuổi. Dĩ nhiên ông ta không ngờ không chỉ có nhị nha cô nương về, lần này thiếu chủ vũ trụ quan huyên cũng đến. Diệp Quân bỗng nhìn đám nam nữ bên ngoài điện, sau đó nói, cho họ vào trong đi. Nghe thế, Dương Liêm thầm vui mừng, vội xoay người nhìn đám người bên ngoài điện, mau vào đây. Mọi người bước vào, sau đó quỳ xuống nhưng lại bị một nguồn sức mạnh êm dịu kéo lại. Diệp Quân cười nói, không cần quỳ. Mọi người nhìn Diệp Quân, trong mắt đầy vẻ tò mò. Thật ra họ không có khái niệm gì với vị thiếu chủ vũ trụ quan huyên. Vì họ chưa từng bước ra ngoài, thậm chí còn không biết đến vũ trụ quan huyên nhưng họ biết người trước mặt họ cũng tôn quý hệt nhị nha cô nương. Diệp Quân nhìn mọi người, mỉm cười, sau đó vung tay lên, mấy mươi chùm ánh sáng đi vào giữa trán mọi người, đây là cách tu luyện, có lẽ sẽ có ích với mọi người. Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng vung tay, mấy chục chiếc nhẫn xuất hiện trước mặt mọi người, trong mỗi chiếc nhẫn có số lượng linh nguyên nhất định. Linh nguyên. Đó không phải là thứ mà linh thạch có thể so được. Diệp Quân đưa linh nguyên cho họ hệt như một người giàu có về quê phát tiền lì xì, thứ hắn phát không phải là tiền hoa hạ mà là vàng. Trong điện, tất cả người nhà họ Dương đều vui mừng khôn xiết, thứ thiếu nhất ở ngôi sao màu xanh chính là linh thạch. Nhà họ Dương là gia tộc đứng đầu, mặc dù mỗi tháng đều có thể phát một chút nhưng cũng không nhiều, hơn nữa đều là linh thạch có cấp bậc tương đối thấp. Không thể so được với linh nguyên mà Diệp Quân đưa cho bọn họ. Không lâu sau mọi người đều hành lễ với Diệp Quân. Lần này hành lễ là thật tâm thật ý. Ngay lúc này, một thanh niên bỗng kéo một cô gái bước ra, cậu ta cung kính chào Diệp Quân, chào thiếu chủ. Diệp Quân nhìn hai người, tuổi của hai người cũng không lớn lắm, chỉ mới 13-14 tuổi, thanh niên lớn hơn một chút, lúc nói hơi căng thẳng, cô gái bên cạnh cậu ta càng căng thẳng hơn. Trốn ở phía sau cậu ta, hai tay nắm chặt váy của mình, hơi rụt rè. Thanh niên lấy can đảm, lại cung kính chào, thiếu chủ, em gái tôi rất thích kiếm, bây giờ nó đã là kiếm tu cảnh giới cửu đoạn, hơn nữa còn có kiếm ý, xin thiếu chủ chỉ dạy cho nó. Nói rồi cậu ta quỳ xuống. Thấy anh trai quỳ xuống, cô gái cũng vội quỳ theo. Diệp Quân giơ tay phải lên, kiếm ý dịu nhẹ đỡ hai người đứng dậy. Hắn nhìn cô gái cười nói, cô qua đây. Cô gái do dự một chút, sau đó nhìn thanh niên mừng rỡ, vội kéo cô gái đến trước mặt Diệp Quân, thiếu chủ, em gái tôi rất giỏi, nó không có người dạy nhưng vẫn lĩnh hội được kiếm ý. Diệp Quân cười nói, sao cậu biết tôi là kiếm tu? Thanh niên vội nói, là em tôi nói nó cảm nhận được kiếm ý trên người thiếu chủ, hơn nữa còn nói thiếu chủ là một vị kiếm tu cực kỳ mạnh. Nghe thế, Diệp Quân hơi ngạc nhiên, hắn nhìn cô gái, đúng như thanh niên nói quả thật là cảnh giới cửu đoạn, hơn nữa cũng có kiếm ý thật. Không có ai dạy nhưng lại có thể lĩnh hội được kiếm ý, tức là không thầy tự lĩnh hội,
tự học thành tài. Diệp Quân cười nói, phóng thích kiếm ý của cô thử. Cô gái không dám lên tiếng, chỉ nhìn thanh niên bên cạnh, thanh niên mỉm cười, đừng sợ, thiếu chủ là người tốt, Linh Nhi, em phóng kiếm ý cho thiếu chủ xem đi. Nghe thanh niên nói thế, cô gái do dự, sau đó gật đầu, cô gái phóng kiếm ý của mình ra. Khi nhìn thấy kiếm ý của cô gái, Diệp Quân sửng sốt, kiếm ý này khác hẳn kiếm ý hắn từng thấy, mềm dịu như nước. Kiếm ý mà hắn từng thấy đa phần đều có sát khí, áp bức người khác, nhưng kiếm ý mềm dịu giống cô gái này là lần đầu hắn thấy. Diệp Quân nhìn cô gái, cười nói, cô thích tu kiếm à? Cô gái nhìn Diệp Quân, hai tay siết chặt váy mình, một lúc sau mới gật đầu, vâng. Diệp Quân khẽ cười, sau đó xòe tay ra. Một tia kiếm quang đi vào giữa trán cô gái. Diệp Quân nhìn cô gái, đây là vài truyền thừa của kiếm đạo, có lẽ sẽ có lợi với cô. Cô gái hơi ngơ ngác, truyền thừa kiếm đạo này kích thích mạnh với cô gái. Thanh niên đó lập tức quỳ xuống, cảm ơn thiếu chủ, cảm ơn thiếu chủ. Diệp Quân nhìn thanh niên đang quỳ trước mặt mình mỉm cười, sau đó xòe bàn tay ra, một tia sáng trắng tiến vào trong cơ thể người thanh niên, đây cũng là một phần truyền thừa. Cậu tu luyện cho tốt, sau này chắc chắn sẽ có lợi. Thanh niên ngơ ngác với cơ hội đột ngột này, mình cũng có truyền thừa à? Không lâu sau, cậu ta hoàn hồn, lại vội dập đầu cảm ơn, cậu ta biết truyền thừa này có ý nghĩa thế nào. Diệp Quân dùng kiếm ý đỡ thanh niên lên, cười nói, tu luyện thật tốt với em gái nhé. Thanh niên gật đầu, tôi và em ấy nhất định sẽ tu luyện thật tốt. Diệp Quân đứng dậy. Sau đó nhìn Nhị Nha, ta đi đây. Nhị Nha chớp mắt, không ở thêm một lát à? Diệp Quân lắc đầu, còn rất nhiều việc. Nhị NS gật đầu, lúc sắp đi thì báo cho ta một tiếng. Diệp Quân cười nói, nhất định sẽ báo. Tất nhiên hắn sẽ dẫn theo Nhị Nha và Tiểu Bạch, đùa à, một người là yêu thú mạnh nhất, một người là trợ lực mạnh nhất, không dẫn theo trừ khi đầu hắn có vấn đề. Diệp Quân cũng để lại một ít linh nguyên cho Dương Liêm. Sau đó rời đi. Lúc này cô gái đó bỗng nói, thiếu chủ. Diệp Quân xoay người nhìn cô gái thấy Diệp Quân nhìn lại bèn vội cúi đầu xuống, do dự một lúc mới thấp giọng nói, tôi, tên là Dương Tử Linh. Diệp Quân cười nói, tôi nhớ rồi. Nói rồi hắn xoay người đi. Cô gái nhìn Diệp Quân rời đi, một lúc lâu sau cô gái kéo tay anh trai, khẽ nói, anh à, thiếu chủ, rất tốt. Thanh niên gật đầu, chúng ta phải cố gắng tu luyện, sau này báo đáp ơn chi ngộ của thiếu chủ. Cô gái khẽ gật đầu, ừ. Sau khi ra khỏi Dương Phủ, Ám U xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân nói, đã giải quyết xong rồi sao? Ám U gật đầu, đã giải quyết xong rồi. Ông ta nhìn Diệp Quân, thiếu chủ, Vĩnh Sinh Đại Đế đã đến. Vĩnh Sinh Đại Đế. Diệp Quân híp mắt lại. Cuối cùng cũng đến rồi. Vĩnh Sinh Đại Đế. Dĩ nhiên Diệp Quân không quên người này, tháp gia vẫn còn ở trong tay người này. Hắn cũng biết Vĩnh Sinh Đại Đế vẫn đang chiêu mộ binh sĩ, chuẩn bị đánh một trận lớn với vũ trụ quan huyên. Hiển nhiên là Vĩnh Sinh Đại Đế đã chiêu mộ xong rồi. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, hỏi, bao lâu nữa đến hệ Ngân Hà? Ám U cung kính hỏi, 3 ngày sau là có thể đến hệ Ngân Hà. Diệp Quân lại hỏi, có bao nhiêu người? Ám U trầm giọng nói, rất nhiều. Rất nhiều. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta biết rồi. Ám U do dự, sau đó nói, cần điều người đến không? Diệp Quân cười nói, không cần, bây giờ hệ Ngân Hà là nơi an toàn nhất. Nói rồi hắn biến mất khỏi đó. Đã đến lúc tạm biệt rồi. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, lúc này mây đen bỗng kéo đến, xung quanh nổi gió, thi thoảng còn có tia chớp xoẹt ngang qua. Cực kỳ chói tai. Sắp mưa rồi. Diệp Quân lắc đầu, xoay người rời đi. Một lúc sau, Diệp Quân đến một khách sạn, là khách sạn Tô Tử ở. Hắn vừa bước vào khách sạn thì phát hiện có một người đang nằm trên giường. Là Tô Tử. Vẫn còn đang ngủ say. Diệp Quân bước đến cạnh Tô Tử. Tô Tử mặc một bộ đồ ngủ mỏng, cảnh xuân lộ ra ngoài. Lúc này Tô Tử mở mắt ra, khi nhìn thấy Diệp Quân. Môi cô ấy nở nụ cười động lòng người, em biết ngay là anh mà. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Hai tay Tô Tử ôm lấy cổ hắn, mùi hương của anh. Diệp Quân mỉm cười.
Đầu Tô Tử cọ vào trán hắn, khẽ nói, gần đây hơi mệt. Diệp Quân nói, có tu luyện không? Tô Tử gật đầu, bây giờ em đã đạt tới cảnh giới cửu đoạn rồi đấy, có nhanh không? Cảnh giới cửu đoạn. Diệp Quân cười nói, nhanh đấy. Tô Tử mỉm cười nói, lên đây đi, em muốn ôm anh ngủ. Diệp Quân gật đầu, sau đó nằm bên cạnh Tô Tử, hai tay Tô Tử ôm chặt lấy hắn. Diệp Quân bỗng nói, anh sắp phải đi rồi. Cả người Tô Tử cứng đờ, một hồi sau cô ấy ôm chặt lấy Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân nói, Tô Tử. Tô Tử bỗng run giọng nói, vào đi. Diệp Quân. Bên ngoài đột nhiên nổi lên tiếng sấm, trời bắt đầu mưa, ban đầu mưa rất nhỏ chỉ rơi tí tách, nhưng càng lúc sấm càng to, tiếng mưa bỗng trở nên vội vã hơn, bắt đầu ào ào rơi xuống. Dưới đất, từng đám cỏ dại trên mái hiên ngoài cửa sổ cũng ướt sũng. Một lúc lâu sau, trời dường như bị khoét một lỗ lớn, mưa càng lúc càng to, sau đó mưa như chút nước, lúc này mọi thứ đều ướt sũng. Một trận mưa kéo dài gần 2 tiếng, cuối cùng mới ngừng lại. Trong phòng, hai người ôm chặt lấy nhau, sắc mặt Tô Tử đỏ ửng, trông hơi mệt mỏi. Diệp Quân ôm người phụ nữ trong lòng, bỗng nói, đi với anh nhé. Tô Tử ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân, trong mắt là sự bất ngờ và vui mừng. Diệp Quân còn muốn nói gì đó, Tô Tử bỗng nói, em sẽ có con chứ. Diệp Quân sửng sốt, không ngờ lại bị hỏi như thế. Tô Tử nhìn hắn, mặt ửng đỏ, ngượng ngùng nói, nhiều như thế, chắc sẽ có nhỉ. Nói rồi cô ấy vùi mặt vào lòng Diệp Quân, cực kỳ xấu hổ. Diệp Quân khẽ cười, sau đó nói, đừng trốn tránh câu hỏi của anh. Tô Tử không nói gì. Diệp Quân khẽ nói, không muốn sao. Tô Tử liên tục lắc đầu. Diệp Quân hỏi, không muốn đi à? Tô Tử im lặng. Diệp Quân nói, nếu anh không quay lại nữa thì sao? Tô Tử ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân. Diệp Quân cười nói, muốn ở lại đây thật sao? Tô Tử hơi cúi đầu xuống, em muốn ở bên anh nhưng, em muốn ở lại đây, ít nhất bây giờ là thế, vì ông nội em còn đang ở đây, ông ấy đã lớn tuổi rồi. Cô ấy như nghĩ đến điều gì, hơi căng thẳng nói, sau khi anh đi, vẫn sẽ quay lại chứ? Diệp Quân nói, nếu em ở lại đây thì anh sẽ quay lại. Tô Tử nhìn Diệp Quân, thật sao? Diệp Quân gật đầu, ừ. Tô Tử mỉm cười, em không yêu cầu gì cao cả, một ngày anh về một lần là được. Diệp Quân. Tô Tử khẽ nói, bao giờ anh đi? Diệp Quân nói, vài ngày nữa. Tô Tử cúi đầu xuống không nói gì. Diệp Quân mỉm cười, em muốn ở lại đây cũng được, vì anh muốn về là chuyện rất đơn giản. Tô Tử gật đầu, ừ. Diệp Quân thấp giọng thở dài. Tô Tử nhìn Diệp Quân, sao thế? Diệp Quân khẽ nói, không nỡ xa em. Tô Tử sững sờ, sau đó òa khóc, cô ấy ôm chặt lấy Diệp Quân, anh biết cách dỗ dành em đấy. Diệp Quân mỉm cười, thật ra cũng tốt, em ở lại đây, anh vẫn sẽ nhớ thương ngôi sao màu xanh, nếu không đi rồi có thể sẽ không quay lại thật. Tô Tử cúi đầu, Uyển Du thì sao? Diệp Quân nói, anh và Uyển Du trong sạch. Tô Tử nhìn Diệp Quân, chúng ta cũng thuần khiết lắm. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ, hắn cười khổ, anh và Uyển Du chưa từng xảy ra chuyện gì. Tô Tử khẽ nói, em biết, nhưng chắc là anh biết cậu ấy thích anh nhỉ. Diệp Quân gật đầu. Tô Tử hỏi, vậy anh thì sao? Diệp Quân không nói gì. Tô Tử nhìn Diệp Quân, anh chưa từng nói chuyện rõ ràng với cậu ấy à? Diệp Quân thấp giọng nói, Tô Tử, anh sẽ tự nói tạm biệt với cô ấy, chỉ là... Tô Tử ngắt lời Diệp Quân, anh thích cậu ấy không? Nhìn ánh mắt sáng ngời của Tô Tử, Diệp Quân cúi đầu khẽ hôn lên trán cô ấy, dịu giọng nói, bây giờ anh là người đàn ông của em. Tô Tử mỉm cười ngọt ngào, sau đó nói, em biết, em muốn nói là anh không nên tự ý quyết định thay cậu ấy, anh có thể thú nhận với cậu ấy, còn cuối cùng cậu ấy lựa chọn thế nào là việc của cậu ấy. Nếu không, một khi anh đi, có lẽ cả đời cậu ấy cũng không thể thoát ra được. Diệp Quân gật đầu, ừ. Dĩ nhiên cũng phải giải quyết chuyện với Mộc Uyển Du. Người mà hắn để tâm ở hệ ngân hà này cũng chỉ có Tô Tử và Mộc Uyển Du, dù sao nếu không có hai người này, có lẽ hắn đã chết vì đói rồi. Diệp Quân cúi đầu nhìn Tô Tử, bỗng hỏi, tại sao lại nhắc đến Uyển Du? Tô Tử chớp mắt, tại sao cái gì?
Diệp Quân khẽ nói, nếu anh và cô ấy. Tô Tử khẽ cười không nói gì. Diệp Quân hơi khó hiểu, em không để tâm chút nào sao? Tô Tử ôm hắn, khẽ nói, để tâm chứ. Diệp Quân khó hiểu, thế em. Tô Tử khẽ lắc đầu, cậu ấy là người tốt, nếu anh cứ đi như vậy, cậu ấy sẽ rất đau lòng. Phụ nữ thường như thế đấy, một khi đã thích ai thì sẽ hoàn toàn chìm đắm trong đó, có muốn bước ra khỏi cũng không được. Diệp Quân khẽ nói, thật ra trước đây anh không đi trêu chọc phụ nữ nhiều đâu. Tô Tử nhìn Diệp Quân nghiêm túc nói, thật ra trước đây anh chỉ muốn lập nghiệp, từ sau khi huyết mạch của anh được kích hoạt, anh nhận ra mình bắt đầu hơi đào hoa. Huyết mạch này, có gì đó không ổn. Huyết mạch phong ma. Tô Tử cười nói, thật ra đúng là anh không chủ động trêu chọc phụ nữ. Cô ấy cúi người ghé vào tai Diệp Quân thì thầm, phụ nữ háo sắc hơn đàn ông, tất nhiên điều kiện tiên quyết là gặp được người đàn ông mình thích. Chỉ cần gặp được người đàn ông mình thích, cả ngày chỉ muốn tiến đến với người đàn ông đó. Diệp Quân. Tô Tử bỗng đỏ mặt nói, em có thể có em bé không? Diệp Quân nói, muốn có em bé à? Tô Tử gật đầu, ừ. Diệp Quân nói, vậy chúng ta phải cố gắng hơn một chút. Mặt Tô Tử lại đỏ hơn. Diệp Quân bật cười. Lúc chạng vạng, Diệp Quân ra khỏi khách sạn, nếu Tô Tử đã quyết định ở lại đây thì hắn cũng chỉ đành tôn trọng cô ấy. Dù sao bây giờ Tô Tử cũng không quen thuộc thế giới bên ngoài, đi ra ngoài sẽ không thích nghi được. Thế nên ở lại đây tu luyện từ từ cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao hắn đã để lại cho Tô Tử rất nhiều linh nguyên, số linh nguyên đó đủ cho Tô Tử tu luyện cả ngàn năm. Không lâu sau Diệp Quân đến kiếm đạo viện. Mục Vân và Song Song đều đã ra ngoài đi du lịch nên bây giờ kiếm đạo viện chỉ còn lại Mộc Uyển Du. Khi Diệp Quân đến kiếm đạo viện, Mộc Uyển Du vẫn còn đang tu luyện. Diệp Quân đi đến trước mặt Mộc Uyển Du. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn hắn cười nói, anh đến rồi. Diệp Quân gật đầu, nhìn Mộc Uyển Du một lúc, sau đó nói, cảnh giới bát đoạn rồi à. Mộc Uyển Du gật đầu, vui vẻ nói, đúng thế. Diệp Quân cười nói, giỏi quá. Mộc Uyển Du mỉm cười không nói gì. Diệp Quân nói, anh sắp đi rồi. Mộc Uyển Du sửng sốt. Diệp Quân cười nói, rời khỏi hệ ngân hà. Mộc Uyển Du nhìn Diệp Quân. Hai tay siết chặt, đôi mắt mở sương. Diệp Quân nắm lấy tay Mộc Uyển Du, khẽ nói, muốn đi với anh không? Nghe Diệp Quân nói thế, Mộc Uyển Du bỗng òa khóc, cô ấy không còn kiêng dè gì nữa ôm chặt lấy Diệp Quân. Mộc Uyển Du ôm chặt lấy Diệp Quân, nước mắt trào ra không ngừng nhưng cô ấy vẫn rất vui vì câu nói này của Diệp Quân có ý là đang bày tỏ tình cảm với cô ấy. Diệp Quân lau nước mắt cho Mộc Uyển Du, cười nói, đừng khóc nữa. Còn khóc nữa sẽ hoa mắt đấy. Mộc Uyển Du hơi cúi đầu xuống, Tô Tử. Diệp Quân gật đầu, anh hẹn hò với cô ấy rồi. Mộc Uyển Du cúi đầu không nói gì. Diệp Quân nắm lấy tay Mộc Uyển Du, khẽ nói, thật ra cô đã biết từ lâu rồi đúng không? Mộc Uyển Du gật đầu. Diệp Quân mỉm cười, vậy chúng ta cùng chơi đi. Mộc Uyển Du ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân. Diệp Quân cười nói, ý anh là anh rất nhớ những ngày ba chúng ta cùng sống chung. Nói xong, hắn cũng hơi ngượng ngùng. Sau khi về, phải trấn áp huyết mạch phong ma này mới được, huyết mạch phong ma ngày càng không thuần khiết rồi. Huyết mạch phong ma. Mộc Uyển Du bỗng ôm lấy Diệp Quân, cô ấy vùi đầu vào ngực hắn, sau đó khẽ nói, em thích anh. Diệp Quân gật cười, anh biết. Mộc Uyển Du lại nói. Nhưng ở ngôi sao màu xanh này một chồng nhiều vợ là phạm pháp. Diệp Quân vô thức nói, anh sẽ ra lệnh sửa lại ngay. Mộc Uyển Du ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại, sau đó nói, dù sao em cũng không chạy thoát được. Mộc Uyển Du khẽ nói, em đã không chạy được từ lâu rồi. Diệp Quân bật cười. Mộc Uyển Du nói, Tô Tử sẽ đi với anh sao? Diệp Quân lắc đầu, cô ấy quyết định ở lại đây. Mộc Uyển Du hơi khó hiểu, cậu ấy không đi với anh à? Diệp Quân gật đầu. Mộc Uyển Du nói, anh vẫn sẽ quay lại chứ? Diệp Quân cười nói, ừ. Mộc Uyển Du im lặng một lúc, em cũng muốn tạm thời ở lại đây. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Mộc Uyển Du khẽ nói, nơi này là nhà, bên ngoài hơi xa lạ. Diệp Quân không nói gì.
Mộc Uyển Du ôm lấy Diệp Quân, khẽ nói, được không? Diệp Quân gật đầu, được chứ? Mộc Uyển Du mỉm cười, sau đó nói, anh có về thường xuyên không? Diệp Quân nói, hai người ở đây, anh sẽ về. Mộc Uyển Du gật đầu, ừ. Hơ hơ. Đúng lúc này một giọng nói vang lên. Diệp Quân quay đầu lại nhìn, lúc nhìn thấy đối phương hắn sửng sốt, chết tiệt, sao lại là tỷ? Người đến không ai khác chính là Tử Nhu. Nhìn thấy Tử Nhu, Diệp Quân hơi bất ngờ, hắn không ngờ người phụ nữ lại chủ động đến tìm hắn. Tử Nhu nhìn Diệp Quân, bình tĩnh nói, đi theo ta. Nói xong, nàng ta xoay người đi ra ngoài. Diệp Quân im lặng một lúc, quay đầu lại nhìn Mộc Uyển Du trước mặt, đến lúc đó anh lại đi tìm em. Mộc Uyển Du gật đầu, ừ. Diệp Quân xoay người đi ra ngoài. Mộc Uyển Du lặng thinh một lúc rồi tiếp tục tu luyện. Cô ấy biết muốn trở thành người cùng thế giới với Diệp Quân, chỉ cần trở thành người tu tiên trong truyền thuyết, mà bây giờ cô ấy có cơ hội này dĩ nhiên sẽ nắm chắc. Sau khi Diệp Quân ra khỏi kiếm đạo viện, hắn đi theo Tử Nhu đi về phía xa không nói gì. Diệp Quân cũng im lặng. Một được một lúc lâu, Tử Nhu bỗng liếc nhìn hắn, Vĩnh Sinh Đại Đế đến rồi. Diệp Quân gật đầu, ta biết. Tử Nhu nói, cha và cô ngươi vẫn đang ở hệ ngân hà à? Diệp Quân gật đầu, vẫn còn ở đây. Hắn ngừng lại một chốc, rồi nói, nhưng lần này ta định tự mình giải quyết. Tử Nhu nhíu mày, tự mình giải quyết sao? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Tử Nhu nhìn Diệp Quân, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quân cười nói, có gì mà không chắc? Tử Nhu im lặng một lúc, rồi nói, bây giờ thực lực của ngươi vẫn còn kém xa ông ta. Diệp Quân mỉm cười, thử xem. Tử Nhu nhìn hắn rồi gật đầu. Tử Nhu dẫn Diệp Quân rời khỏi học viện Ngân Hà, sau đó nàng ta bước lên một chiếc xe thể thao sang trọng. Diệp Quân sửng sốt. Tử Nhu nhìn Diệp Quân, lên xe. Diệp Quân do dự, sau đó ngồi vào ghế phó lái, hắn nhìn Tử Nhu, xe của tỷ à. Tử Nhu gật đầu. Diệp Quân nói, tỷ biết chơi thật đấy. Ánh mắt Tử Nhu hiện lên ý cười, có nhiều thứ ở đây rất thú vị. Vừa nói nàng ta vừa khởi động xe, đạp chân ga, chiếc xe phóng đi như mũi tên rời khỏi cung. Tốc độ rất nhanh. Diệp Quân hỏi, tỷ muốn đưa ta đi đâu? Tử Nhu nói, sắp đến rồi. Diệp Quân liếc nhìn Tử Nhu, cách ăn mặc hôm nay của Tử Nhu hơi khác, đó là một chiếc sườn xám màu vàng nhạt làm tôn lên dáng người của nàng ta, đôi chân trắng nõn lộ ra ngoài, trông rất gợi cảm. Tử Nhu bỗng nói, đẹp không? Diệp Quân gật đầu. Tử Nhu mỉm cười, phát triển với đại tỷ đến mức nào rồi? Hả? Diệp Quân hơi ngơ ngác khi bị Tử Nhu hỏi thế. Tử Nhu lại nói, quan hệ rồi à? Diệp Quân sầm mặt, bọn ta trong sạch. Tử Nhu nhìn Diệp Quân, ngươi luôn trong sạch với tất cả phụ nữ. Diệp Quân. Tử Nhu nói tiếp, ta cảm nhận được đại tỷ hơi thích ngươi, nếu ngươi quyết đoán một chút thì có thể chiếm lấy trái tim tỷ ấy. Diệp Quân nghĩ một lúc rồi nói, Tử Nhu, tỷ có mong ta chiếm lấy trái tim tỷ ấy để tỷ ấy bị trói buộc không? Tốt nhất là để tỷ ấy mang thai một đứa con giống tiểu thụ, là thế sao? Tử Nhu hỏi ngược lại, lẽ nào ngươi không muốn à? Diệp Quân nhìn Tử Nhu, một lúc sau hắn lắc đầu, bớt tính toán đi. Tử Nhu khẽ cười, không nói gì. Diệp Quân nói tiếp, không có ý gì khác, chỉ muốn nói với tỷ, đại tỷ của tỷ thông minh hơn tỷ nghĩ đấy, tỷ ấy không thể nào không biết suy nghĩ của tỷ. Tử Nhu im lặng không nói. Diệp Quân lại nói, vũ trụ kiếp sắp đến, tỷ sợ chân tỷ, đúng không? Tử Nhu gật đầu. Diệp Quân im lặng. Tử Nhu lại nói, đại tỷ rất yêu mến bọn ta nhưng tỷ ấy sẽ không từ bỏ vài chuyện vì bọn ta, nhưng đàn ông thì có thể, hoặc có con cũng được. Vẻ mặt Diệp Quân trở nên nghiêm trọng, ý tỷ là lần này tỷ ấy không thể áp chế vũ trụ kiếp được à? Tử Nhu khẽ lắc đầu, ta không biết, ta chỉ có linh tính sẽ xảy ra chuyện không hay. Nghe thế Diệp Quân nhíu mày. Tử Nhu nhìn về phía xa, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Diệp Quân nói, tỷ dẫn tiểu thụ đến hệ Ngân Hà là để ta cũng đến, sau đó dùng Mỹ Nam kế với đại tỷ của tỷ ư. Tử Nhu cười nói, Mỹ Nam kế gì chứ, thôi vậy, dù sao ngươi đúng là cũng rất đẹp trai. Diệp Quân nhìn Tử Nhu không nói gì. Tử Nhu nói, giận rồi à?
Diệp Quân lắc đầu, không. Từ Nhu cười nói, chuyện này hơi lạ. Diệp Quân bình tĩnh nói, mặc dù tỷ đang tính kế nhưng ta cảm thấy rất tốt khi quen biết chân tỷ, hơn nữa ta không tổn thất gì. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, cười nói, tâm trạng trở nên tốt rồi. Diệp Quân nói, sách của tỷ ấy sắp viết xong rồi. Từ Nhu gật đầu, ừ. Diệp Quân quay đầu nhìn ra bên ngoài, không nói gì nữa. Từ Nhu nói, có thể khiến cha và cô của ngươi. Diệp Quân lắc đầu, Từ Nhu, tỷ hiểu rõ chân tỷ thật sao? Từ Nhu nhíu mày. Diệp Quân cười nói, không thể phủ nhận rằng tình cảm của tỷ đối với chân tỷ là rất chân thật, thậm chí ta tin chắc tỷ sẵn sàng chết vì tỷ ấy. Nhưng ta nghĩ tỷ không hiểu được chân tỷ. Từ Nhu nhìn Diệp Quân không nói gì. Diệp Quân lại nói, Từ Nhu, ta hỏi tỷ một câu. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, chuyện gì? Diệp Quân nói, chân tỷ nói tỷ cũng thích ta, là thật sao? Muội là Bát Huyền hay Từ Thụ? Két! Chiếc xe bỗng dừng lại, Từ Nhu quay đầu sang nhìn Diệp Quân, Diệp Quân nhìn chằm chằm nàng ta đợi câu trả lời. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai trốn tránh. Cuối cùng Từ Nhu cười nói, sao nào? Diệp Quân lắc đầu, ta cũng không có ý khác. Từ Nhu nhìn thẳng vào hắn, thế ngươi có ý gì? Diệp Quân khẽ nói, Từ Nhu, khi chân tỷ nói điều này với ta, lúc đó ta đã nghĩ sao có thể có chuyện này. Đây là chuyện hoàn toàn không thể. Từ Nhu mỉm cười, tại sao? Diệp Quân nói, ta rất không thích cảm giác lúc ở chung với tỷ. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, tại sao? Diệp Quân nói, cảm giác khi ở chung với tỷ không phải là tỷ muốn ở chung với ta, tỷ chỉ muốn bày mưu tính kế với cô và cha ta. Thậm chí là ông nội ta bằng cách thông qua ta. Từ Nhu im lặng. Diệp Quân quay đầu sang nhìn chằm chằm Từ Nhu. Từ Nhu, nếu tỷ thích ta thật, ta cũng thích tỷ. Nhưng nếu Diệp Quân ta không có xuất thân từ thế gia vô địch, liệu tỷ có còn thích ta không? Từ Nhu nắm chặt vô lăng, không nói gì. Diệp Quân cười nói, ta nghĩ tỷ chắc chắn sẽ không thích ta. Đó cũng là chuyện bình thường. Mặc dù Diệp Quân ta có chút tài năng nhưng không được thế hệ đi trước hỗ trợ. Sao có thể lọt vào mắt Từ Nhu tỷ được chứ? Hiện thực, hắn luôn nhìn rõ bản thân mình, đúng là không có cha và cô thì Diệp Quân hắn không thể đi nhanh được như vậy, đạt được thành tựu như bây giờ là chuyện không thể nào. Còn ai thực sự tốt với hắn, ai đối xử tốt với hắn đều là vì người nhà hắn biết hết. Đây cũng là một trong các nguyên nhân tại sao hắn muốn đi trên con đường vô địch. Bản thân mình vô địch mới là vô địch thật sự. Cố gắng. Nói xong, Diệp Quân cũng thầm quyết định ngày tháng sau này mình phải cố gắng hơn mới được. Từ Nhu bỗng nói, ta hiểu rồi. Nàng ta lại khởi động xe. Diệp Quân quay đầu nhìn sang ngoài cửa sổ, nhìn dáng chiều ở chân trời, tâm tư hắn không biết đã bay đến nơi nào. Không biết qua bao lâu, Từ Nhu bỗng nói, ngươi muốn tự mình giải quyết vài chuyện nào đó nhưng ngươi có từng nghĩ thực lực hiện giờ của ngươi không đủ. Diệp Quân nói, ta đang cố gắng. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, hắn khẽ nói, khi mẹ ta đi theo cha ta không vô địch nhưng bà ấy cũng không vì cha ta không vô địch mà không thích ông ấy. Những gì bà ấy làm là luôn ở bên cạnh trưởng thành cùng cha ta, cùng ông ấy đối mặt với mọi thứ. Từ Nhu nhìn Diệp Quân không nói gì. Diệp Quân cười nói, trong thế tục, rất nhiều phụ nữ luôn chán ghét khả năng kiếm tiền của người đàn ông của mình, nhưng nói thật có bao nhiêu phụ nữ sẵn lòng chịu khổ cùng đàn ông. Cùng nhau phấn đấu. Đa số đều muốn tìm được một người thành đạt, người có nhà, có tiền tiết kiệm. Hắn vừa nói vừa lắc đầu cười, tất nhiên đây cũng rất bình thường, có thể hiểu được, dù sao ai mà chẳng muốn sống một cuộc sống tốt hơn, muốn tìm một người có năng lực chứ. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, người nghĩ ta chê thực lực của ngươi thấp ư. Diệp Quân lắc đầu, ta chỉ lấy ví dụ thôi, cũng không nói tỷ chê ta cái gì, chẳng hạn như bản thân ta, Từ Nhu. Ta và tỷ có làm bạn thì ta cũng không muốn chứ đừng nói là vợ chồng. Từ Nhu không nói gì, vẫn rất bình tĩnh, không nhận ra được cảm xúc gì. Diệp Quân nói tiếp, thật ra chúng ta không cần nói những chuyện không vui này, tỷ là nhị tỷ của Tiểu Kính và Tiểu Thụ, ta nghĩ cho dù chúng ta không thoải mái với nhau cũng có thể hòa thuận, tỷ nghĩ sao? Từ Nhu bỗng phanh xe lại, đến rồi. Nói xong, nàng ta rút chìa khóa ra, sau đó xuống xe. Đi sang một bên. Diệp Quân nhìn xung quanh, sửng sốt. Khu dân cư Vân Hải.
đây chẳng phải là nơi ở của Trân tỷ sao? Diệp Quân vội xuống xe đi theo Tử Nhu, trên đường đi Tử Nhu không nói lời nào. Diệp Quân cũng không tự mình làm mất hứng. Không lâu sau, Tử Nhu dẫn Diệp Quân đến một tầng lầu, Diệp Quân đang định đến phòng Trân tỷ thì Tử Nhu bỗng nói, bên này. Diệp Quân nhìn Tử Nhu nói, Trân tỷ sống ở bên này. Tử Nhu nhìn Diệp Quân, đi theo ta. Dứt lời, nàng ta xoay người đi sang một bên. Diệp Quân nhíu mày, làm cái quái gì thế? Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Quân đi theo Tử Nhu vào phòng, vừa bước vào phòng, một giọng nói bỗng vang lên từ sảnh lớn, nhị tỷ về nhanh thế à? Diệp Quân nghe tiếng nhìn sang, trong sảnh có một người phụ nữ đang ngồi trên sofa, người phụ nữ mặc váy ngủ rộng thùng thình, tóc dài đến vai, đang ngồi trên sofa xem tivi, trên tay còn cầm một gói đồ ăn vặt. Bụng của nàng ta hơi phình ra. Tử Thụ, mặc dù mặc váy ngủ nhưng vẫn cực kỳ xinh đẹp, khiến người khác động lòng. Lúc này, Tử Thụ như cảm nhận được gì đó, nàng ta bỗng quay đầu lại nhìn, khi nhìn thấy Diệp Quân đang đứng bên cạnh Tử Nhu, nàng ta sửng sốt. Diệp Quân chậm rãi bước đến trước mặt Tử Thụ nhìn Diệp Quân không nói gì. Diệp Quân bỗng cúi người ôm nàng ta vào lòng, không lên tiếng. Tử Thụ im lặng một lúc, hai tay ôm lấy eo Diệp Quân. Hai người cứ thế ôm nhau một lúc lâu, Diệp Quân bỗng buông Tử Thụ ra, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve bụng Tử Thụ, dịu giọng nói, là trai hay gái? Tử Thụ hỏi ngược lại, huynh thích trai hay gái? Diệp Quân nói, đều thích cả. Tử Thụ mỉm cười, sau đó nói, đợi sinh ra rồi sẽ biết. Diệp Quân nói, hai người vẫn luôn sống ở căn đối diện Trân tỷ à? Tử Thụ gật đầu. Diệp Quân suy nghĩ một lúc, sau đó nói, huynh muốn nói chuyện với muội. Tử Thụ gật đầu, ừ. Diệp Quân nhìn Tử Thụ, muội là Bát Huyền hay Tử Thụ? Nụ cười Tử Thụ bỗng cứng đờ. Tử Thụ hay Bát Huyền? Diệp Quân nói xong, Tử Thụ nhìn hắn không trả lời. Tử Nhu ở một bên nhìn hai người, cũng không lên tiếng. Thoáng chốc bầu không khí trở nên căng thẳng. Dưới ánh mắt chăm chú của Diệp Quân, Tử Thụ định nói gì đó thì Diệp Quân khẽ nói, đừng nói nữa. Hắn vừa nói vừa bế Tử Thụ, sau đó đi về phía căn phòng bên cạnh. Diệp Quân nhẹ nhàng đặt Tử Thụ lên giường, sau đó nằm bên cạnh, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa bụng nàng ta. Tử Thụ bỗng nắm lấy tay Diệp Quân đang xoa trên bụng nàng ta, khẽ nói, ta biết huynh đang trách ta. Mục đích của Tử Thụ là dẫn dụ Diệp Quân đến đây nhưng nếu Tử Thụ không đến, Diệp Quân không chắc sẽ đến. Tử Thụ chọn đến đây. Diệp Quân không nói gì. Tử Thụ nói tiếp, đến đây không phải vì Tiểu Nhu, là vì bản thân ta muốn gặp đại tỷ. Diệp Quân vẫn không lên tiếng. Tử Thụ xoay người đối diện với Diệp Quân, nàng ta nhìn Diệp Quân, thật đó. Diệp Quân ôm khẽ lấy eo Tử Thụ nói, ta biết. Tử Thụ nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân cúi đầu hôn nhẹ lên trán Tử Thụ, sau đó lại nói, ta biết rồi. Tử Thụ vùi đầu vào ngực Diệp Quân, khẽ nói, ta biết người huynh thích là Bát Huyền chứ không phải Tử Thụ. Diệp Quân hôn lên khóe môi Tử Thụ, sau đó nói, ta nghĩ giữa chúng ta không nên có những ngăn cách này, nếu không mọi người sẽ rất mệt mỏi. Tử Thụ ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân mỉm cười, muội nghĩ sao? Tử Thụ nói, nhưng nếu không nói ra, trong lòng sẽ có khúc mắc. Diệp Quân im lặng, Tử Thụ nhìn Diệp Quân, nói đi. Diệp Quân im lặng hồi lâu nói, đứa trẻ này là vì Tử Nhu tính kế hay thật sự là ngoài ý muốn? Tử Thụ nói, ngoài ý muốn. Diệp Quân khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tử Thụ nhẹ nhàng ôm lấy hắn, khẽ nói, ta vẫn chưa đến mức bán nhan sắc, hôm đó làm như thế với huynh là vì ta biết nếu hồi phục tất cả ký ức, giữa chúng ta có thể sẽ. Nói rồi nàng ta khẽ lắc đầu, chỉ là không ngờ một lần đã có. Nói đến đây mặt nàng ta đỏ ửng. Diệp Quân gật đầu, trong lòng không còn khúc mắc nữa, mỉm cười, vậy chúng ta thoải mái sống đi. Sống. Nghe Diệp Quân nói thế, Tử Thụ ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân, huynh mong đứa bé này làm thần chủ của chân vũ trụ sao? Diệp Quân hỏi ngược lại, muội có muốn không? Tử Thụ khẽ nói, ta nghe theo huynh. Diệp Quân im lặng một lúc lâu sau mới nói, muội nghĩ sao? Tử Thụ liếc nhìn hắn. Nói, huynh lại ném vấn đề này cho ta rồi.
Diệp Quân cười nói, thật ra muội nghĩ thế đúng chứ? Tử Thụ khẽ gật đầu, Trần Vũ Trụ là tâm huyết của đại tỷ và bọn ta, nếu giao cho người ngoài, tất nhiên bọn ta sẽ không cam lòng, cũng sẽ không dễ quản lý, nhưng nếu là con của chúng ta, thì sẽ khác. Nói đến đây nàng ta nhìn Diệp Quân, nhưng ta vẫn nghe theo huynh. Diệp Quân xoa bụng Tử Thụ, còn bao lâu nữa sẽ sinh? Tử Thụ nói, 3 năm. Hả? Diệp Quân sửng sốt. Tử Thụ cong môi cười, thể chất thần linh bọn ta khá đặc biệt. Diệp Quân lắc đầu cười. Tử Thụ cười nói, muốn sớm gặp được nó à? Diệp Quân gật đầu. Tử Thụ mỉm cười, 3 năm, chỉ là chuyện trong một cái búng tay. Diệp Quân cười nói, cũng đúng. Hắn ôm lấy Tử Thụ, sau đó khẽ nói, hôm nay ta ngủ ở đây được không? Mặt Tử Thụ đỏ bừng, nàng ta không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Diệp Quân. Tay phải Diệp Quân bỗng luồn vào trong áo Tử Thụ, nhẹ nhàng xoa bụng dưới của nàng ta. Cảm nhận được bàn tay nóng bỏng của Diệp Quân, Tử Thụ trở nên căng thẳng, sợ hắn sẽ trượt lên trên hoặc sờ xuống dưới. Lần này Diệp Quân rất thành thật, chỉ nhẹ nhàng xoa bụng Tử Thụ không làm loạn. Thấy Diệp Quân không làm loạn, Tử Thụ cũng thầm thở phào, nàng ta khẽ nói, huynh sắp rời khỏi hệ ngân hà rồi à? Diệp Quân gật đầu, đến lúc đó đi chung nhé. Tử Thụ không nói gì. Diệp Quân nói, không muốn đi à? Tử Thụ bỗng hỏi, huynh có thể cảm nhận được vũ trụ kiếp sao? Diệp Quân nhíu mày, vũ trụ kiếp xảy ra vấn đề gì à? Tử Thụ gật đầu, ừ. Sắc mặt Diệp Quân xa sầm, lẽ nào là sắp phát nổ toàn diện? Tử Thụ khẽ lắc đầu, ta không biết, bọn ta hỏi đại tỷ chỉ nói không sao, đừng lo, nhưng... Nói đến đây ánh mắt nàng ta hiện lên vẻ lo lắng. Tử Thụ im lặng, vũ trụ kiếp. Hắn chỉ từng thấy một lần nhưng lần đó khiến hắn có ấn tượng sâu sắc, đến nay nhớ lại vẫn cảm thấy sợ. Mà đó chỉ là một góc núi băng của vũ trụ kiếp. Có thể tưởng tượng cả vũ trụ kiếp đáng sợ đến mức nào. Chân tỷ có thể áp chế được sao? Diệp Quân nhắm mắt lại, hắn cũng không biết. Trước khi rời khỏi hệ ngân hà thì phải đi gặp cha và cô, đến lúc đó có thể hỏi. Không lâu sau hai người ôm nhau đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Tử Thụ mở mắt ra, không biết cảm nhận được gì mặt nàng ta đỏ ửng, hóa ta là tay Diệp Quân đã dịch lên trên. Lúc này tay Diệp Quân hơi dùng sức. Cả người Tử Thụ run rẩy, hai tay nắm chặt lấy tay Diệp Quân. Diệp Quân bỗng cúi xuống bên tai Tử Thụ, khẽ nói, được không? Hai gò má Tử Thụ ráng hồng, không nói gì. Ừ, Tử Thụ bỗng khẽ rên. Có câu, miệng cũng bận, tay cũng bận, người đẹp e thẹn, không hề phòng bị. Hai chỗ trêu người đỏ ửng, cây giáo dài đâm vỡ nhụy hoa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.